Chương 321: Tiệc khiêu vũ. Trong một quán cà phê rất yên tĩnh ở Yên Kinh, đây thường là nơi hẹn hò của các cặp đôi. Lúc này một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau. Đặc biệt là người phụ nữ, nét mặt tinh xảo đến cực điểm, bộ váy viền ren màu đen càng làm tăng thêm khí chất phi thường. Phần thân dưới thon dài thẳng tắp cùng với một đôi giày cao gót đơn giản là hoàn hảo đến cực điểm. Làm cho những người phục vụ trong quán cà phê cảm thấy không muốn rời mắt. Trong thực tế, Lê Mỹ Tư rõ ràng là xinh đẹp và hấp dẫn hơn trong trò chơi kinh dị đó, và thậm chí còn có một ánh hào quang mờ ảo, giống như một nàng tiên bị bỏ lại trong cát bụi. Hết sức động lòng người và thánh thiện vô song. Theo lý thuyết, đối mặt với một người đàn ông chỉ mới gặp một lần, Lê Mỹ Tư nên cảm thấy lo lắng và bỡ ngỡ, dù thế nào thì cũng sẽ phải cảm thấy hơi không thoải mái. Nhưng khi Lê Mỹ Tư nhìn thấy Lạc Tú, cô ta hoàn toàn không có cảm giác đó ngược lại cô ta còn có một cảm giác rất quen thuộc, giống như gặp một người bạn cũ. Bởi vì suy cho cùng, đối với cô ta, Lạc Tú là người đã cùng cô ta trải qua sinh tử, cũng là người đáng để cô ta tin tưởng. Audio điện tử võ tấn bền Đối với một người như cô ta, cảnh tượng đêm qua thật khó quên. Bác gái đúng là rất thú vị, Lê Mỹ Tư trêu chọc. Trên mặt Lạc Tú có một vạch đen, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao anh cũng không ngờ rằng thẩm nguyệt lan sẽ như thế hai người trò chuyện một lúc thế mà lại khá ăn ý vì vậy lạc đại ca xin anh đó ảo giác đó thực sự rất đáng sợ lê mỹ tư nói đưa tay cho tôi lạc tú nhẹ giọng nói lê mỹ tư hào phóng đưa tay cho lạc tú điều này làm cho ánh mắt của nhiều người phục vụ nhìn trộm cô ta trong quán cà phê gần như bùng cháy nếu một ánh mắt có thể giết chết ai đó thì bây giờ lạc tú đã bị phanh thây rồi Lạc Tú nắm lấy tay Lê Mị Tư, sức mạnh của Thái Hoàng Kinh truyền đi, lập tức xóa sạch dấu vết trên người Lê Mị Tư. Và bản thân Lạc Tú vẫn chưa xóa, anh rất hứng thú với cái gọi là trò chơi kinh dị kia, anh muốn lần theo manh mối và tìm ra đạo giáo đằng sau nó. Nói cho cùng đây là bố cục có trước, trò chơi này hẳn là đang tuyển chọn máu tươi cho dòng dõi đạo giáo đó và tìm kiếm đồ đệ phù hợp. Biến bí cảnh thành một trò chơi để thử nghiệm, sau đó chọn ra những người đủ tiêu chuẩn và nhận làm đồ đệ và có vẻ như không chỉ hoa hạ mà toàn bộ trái đất đều có thể là đối tượng được đạo gia lựa chọn này được chưa lê mỹ tư nghi ngờ hỏi được rồi lạc tú gật đầu thấy lạc tú nói vậy lê mỹ tư không hỏi thêm câu nào nữa dù sao thì cô ta cũng tin lạc tú tại sao tối hôm qua đột nhiên cô chọn tin tưởng tôi lạc tú có chút tò mò bởi vì chu cương là người cũ trương tuyết cũng là người cũ chỉ có anh là người mới thôi mặc dù người mới có thể không đối phó được với trò chơi đó nhưng ít nhất sẽ không gây hại cho người khác lê mỹ tư đắc y nói lạc tú gật đầu cô gái này thật thông minh được rồi trở về đi không sao cả rồi lạc tú nói anh lạc không biết anh có thể đi dự tiệc khiêu vũ với tôi không lê mỹ tư đột một nói khiêu vũ đúng vậy tiệc khiêu vũ tôi vẫn còn thiếu một bạn nhảy tôi không biết mình có được vinh dự đó không Lê Mì Tư nói với vẻ nũng nịu. Trong số thế hệ trẻ ở Yên Kinh, cô ta thực sự có xuất thân rất khác thường, không biết có bao nhiêu người muốn vội vàng mời cô ta về. Nhưng đáng tiếc, tầm nhìn của cô ta khá cao, đương nhiên sẽ chán ghét những người bình thường, ngay cả đời thứ ba của một số gia tộc lớn cũng không thể lọt vào mắt cô ta, nhưng hôm nay cô ta lại rất vừa ý với Lạc Tú. Thậm chí không tiếc buông bỏ sự rụt rè của một cô gái để mời Lạc Tú. Nhưng Lạc Tú lắc đầu, tôi không hứng thú lắm với mấy kiểu khiêu vũ hơn nữa tôi đoán chắc là cô đã có bạn nhảy rồi nhỉ lạc tú không phải người thường lê mỹ tư xinh đẹp như vậy không có bạn nhảy mới là chuyện lạ thực ra tôi không đồng ý với anh ấy và tôi cũng không thích nhà họ giang cho lắm lê mỹ tư thấy mình bị vạch trần nên hào phóng thừa nhận ha ha tôi đồng ý lạc tú đột nhiên sửa miệng đơn giản là vì ba chữ nhà họ giang thật sao lê mỹ tư hiển nhiên cảm thấy vừa rồi mình không hề có một tia hy vọng lạc tú gật đầu lê mỹ tư phấn khích đến mức khoa tay múa chân sau đó còn nhất quyết tranh thanh toán hóa đơn nhìn thấy lê mỹ tư đã thanh toán hóa đơn trước khi rời đi những người phục vụ nhìn lạc tú và lắc đầu niềm ghen tị vẫn trào dâng trong mắt họ thế giới này quả thật không công bằng tên nhóc này không chỉ được đi cùng với mỹ nhân mà còn được mỹ nhân bỏ tiền mời uống ôi đúng là hoa nhải cắm bãi phân châu sau khi trở về, Lạc Tú đi dạo cùng Thẩm Nguyệt Lan đến một công viên gần đó, cho đến buổi tối, Lê Mỹ Tư gọi điện đến. Lạc Tú trực tiếp bắt xe qua. Lạc Tú vốn nghĩ rằng đây chỉ là một buổi khiêu cũ đơn giản, nhưng không ngờ nó lại rất hoành tráng. Ngọn đèn pha lê lộng lẫy treo lơ lửng trên sàn nhảy, ánh sáng dịu dàng và tao nhã lạ thường. Xung quanh đều là mỹ nam mỹ nữ, phụ nữ thì mặc những bộ váy dạ hội xinh đẹp, đàn ông thì đều mặc lễ phục hoặc những bộ vest kiểu Tây. Tuy nhiên, lạc tú rõ ràng là đã hiểu lầm. Anh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và một chiếc quần jean. Đột nhiên anh có một loại cảm giác đi nhầm chỗ. Lạc tú. Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau. Lạc tú nhìn lại và thấy đó là Lý Gia Di. Lý Gia Di của hôm nay mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh lam trông rất quý phái và trang nhã với một chiếc kẹp tóc đính pha lê, tóc được búi cao trông cô ta càng xinh đẹp hơn. Đây là con trai của Dì Nguyệt Lan hả? một người đàn ông mặc lễ phục đang nắm tay Lý Giai Di bên cạnh, người đàn ông này trông khá uy nghiêm và ngông cuồng, khí chất giống như một hoàng tử phương Tây. chương 322, đệ nhất mỹ nhân của Long Đô người nói chuyện không phải ai khác, chính là Thẩm Tuấn Đào. Thẩm Tuấn Đào, Lý Giai Di ở một bên quát lên. Tôi nói sai sao, Thẩm Tuấn Đào không phục mà mở miệng. Cậu ta mới đến Yên Kinh bao lâu, có thể biết ai chứ? Ai có thể mời cậu ta, Thẩm Tuấn Đào kéo Đào Niệm Niệm và nói. Thẩm Tuấn Đào, anh đang nói cái gì vậy? Lý Giai Di thực ra không hề có thái độ thù địch với Lạc Tú. Nếu không, cũng không năm lần bảy lượt khuyên Lạc Tú quay về. Nhưng Thẩm Tuấn Đào thì khác. Một trăm triệu lần trước khiến Thẩm Tuấn Đào cảm thấy đau lòng trong một thời gian dài, suy cho cùng anh ta cũng không phải là Thẩm Tuấn Trạch, một trăm triệu quả thực khiến anh ta tiếc đứt ruột. Cho dù là Thẩm Tuấn Trạch, phỏng chừng cũng sẽ đau lòng nếu lấy ra một trăm triệu, anh ta đã bị đè bẹp bởi chỉ số iq của lạc tú đây là điều anh ta không thể dung thứ nhất tôi cảm thấy tuấn đào nói rất đúng thẩm tuấn trạch từ bên cạnh đột nhiên lạnh lùng nói thế hệ trẻ của nhà họ thẩm bị ảnh hưởng bởi cha mẹ của họ vì vậy đương nhiên họ cũng không thích lạc tú thậm chí còn có thái độ thù địch ở trong mắt bọn họ lạc tú này chỉ muốn bám vào cây to của nhà họ thẩm mà kiếm chút lợi ích nên mới đến yên kinh và ngay cả khi không phải anh ta cũng rất chướng mắt những người bình thường như lạc tú thế hệ trẻ nhà họ thẩm bọn họ có người nào không phải là nhân tài kiệt xuất chứ chỉ với riêng anh ta ngay cả thế hệ cũ cũng có thể so sánh với thành tích của anh ta trong số thế hệ trẻ anh ta chắc chắn là một nhân vật hô mưa gọi gió thậm chí bây giờ nhiều ánh mắt của mọi người đang nhìn đi nhìn lại họ và có thể nói rằng dù đi đến đâu họ cũng đều là tâm điểm của mọi người chỉ với như vậy Lạc Tú quả thực không đủ tư cách so sánh với bọn họ, sao có thể được bọn họ nhìn nhận là em trai của mình chứ? Có ai mời tôi hay không thì có liên quan đến anh? Buổi khiêu vũ này do nhà anh tổ chức hả? Anh có thể đến, vậy thì tại sao tôi lại không thể? Lạc Tú trực tiếp đáp lại. Thẩm Tuấn Trạch sắp nổi giận, nhưng Lạc Tú lại lên tiếng. Đừng quá coi trọng bản thân, trong mắt tôi, những gì các người dựa vào và những gì các người kiêu ngạo đều chẳng khác gì đồ rác rưởi cả, lần nào cũng gặp mấy tên ngốc nghếch nói xong lạc tú trực tiếp đi về phía bên kia thẩm tuấn trạch và những người khác tức giận đến mức mặt méo sạch cậu thẩm tuấn đào anh im đi lý giai di sốt ruột nói không biết tại sao nhìn bóng lưng của lạc tú lý giai di đột nhiên có ý muốn xông lên ôm lấy anh nhưng sau đó suy nghĩ này đã bị gạt bỏ mặc dù lý anh anh đã dặn dò mình phải để ý đến lạc tú và thậm chí còn muốn tác hợp cô ta với lạc tú nhưng hiện thực phú phàng lạc tú thật sự không thể so sánh với thẩm tuấn trạch bên cạnh cô ta thẩm tuấn trạch quá trói sáng thành tích của anh ta quả thực vượt quá tầm của người thường đó là điều mà lạc tú không bao giờ có thể nhìn đến hoặc thậm chí không thể nào tưởng tượng được lạc tú ơi lạc tú có bản lĩnh và khí chất thì cũng tốt đó nhưng thứ mà thẩm tuấn trạch và thẩm tuấn đào dựa vào thực sự là thứ mà anh không có thở dài một hơi lý giai di vẫn không đuổi theo ngược lại thẩm tuấn đào còn khẽ mắng thầm vài câu dù sao nơi này không thích hợp để cư xử thô lỗ thẩm tuấn trạch cười khẩy một tiếng sau đó nhìn lý giai di giai di trông em có vẻ rất bảo vệ cậu ta nhỉ anh tuấn trạch đừng hiểu lầm em em không liên quan gì đến anh ta nhưng dù sao anh ta cũng là con trai của dì nguyệt lan cũng không phải anh không biết dì nguyệt lan đã đối xử tốt với em và mẹ em như thế nào mà lý giai di giải thích nghe anh khuyên một câu sau này tránh xa cậu ta ra em nghĩ những người như vậy sẽ có tương lai sao thẩm tuấn trạch chế nhạo và lấy vấn đề hôm nay làm ví dụ em thật sự tin rằng cậu ta có người mời sao nếu được mời sao không chuẩn bị gì cả thẩm tuấn trạch kết luận nếu cậu ta không được mời vậy thì cứ thoải mái thừa nhận điều đó thôi nhưng em cũng thấy đấy cậu ta đã nói dối chứng tỏ đây là loại người sẽ chết vì sĩ diện thẩm tuấn trạch đánh giá một lần nữa một người như vậy thì cả đời này đừng mong có tiền đồ vô lượng điều quan trọng nhất là không biết có ai mời cậu ta không khi buổi khiêu vũ chính thức bắt đầu nhìn cậu ta có bạn nhảy hay không là biết ngay đến lúc đó mà không có bạn nhảy thì đúng là bẽ mặt và khó xử thẩm tuấn trạch nói mấy lời này với thẩm tuấn đào thẩm tuấn đào lập tức nháy mắt hiểu ý điều này có nghĩa là khi lạc tú không có bạn nhảy nhóm bọn họ sẽ đi tới làm anh bẽ mặt sau đó để xem anh có thể nói gì đi thôi hôm nay chúng ta có một vở kịch hay để xem đấy thẩm tuấn trạch đột nhiên cười khẩy vở kịch hay nào thẩm tuấn đào ở một bên hỏi tôi nghe nói người đẹp số một ở yên kinh đã từ chối cậu chủ giang đấy thẩm tuấn trạch đột ngột nói giang giật hồng bị từ chối ư lý giai gì cũng hơi sững sờ năm ngoái không phải anh ta vẫn mời được sao thẩm tuấn đào cũng sửng sốt và khi nhắc đến chuyện này mấy người nhà họ thẩm bọn họ cũng không mấy vui vẻ. Bởi vì cả thẩm Tuấn Trạch và thẩm Tuấn Đào đều đã đuổi theo người đẹp số 1 ở Yên Kinh, Lê Mỹ Tư. Tuy nhiên, kết quả rất rõ ràng, vị con gái nhà người ta trực tiếp từ chối. Có 10 người đẹp ở Yên Kinh, nhưng người đẹp số 1 được công nhận ở Yên Kinh là Lê Mỹ Tư. Một vẻ đẹp như vậy đương nhiên sẽ khiến mọi tên đàn ông bị cám dỗ. Tuy nhiên, gia tộc họ Lê cũng được coi là có lai lịch lớn, cha của Lê Mỹ Tư, ngay cả cuồng thú lâm hóa long cũng phải cúi đầu khuất phục khi nhìn thấy. Cho nên không ai dám lộn xộn cả. Nhưng càng như vậy, lại càng khơi dậy sự chinh phục của mọi người. Thế hệ trẻ của nhà họ thẩm đương nhiên tìm mọi thủ đoạn để thay phiên ra trận, nhưng đều bị cự tuyệt. Khi thẩm Tuấn Trạch đưa cho người ta một bó hoa để tỏ tình, người ta đã đập thẳng bó hoa vào mặt thẩm Tuấn Trạch rồi quay người bỏ đi. Lúc ấy chuyện này đã náo loạn thành chuyện cười cho người khác bàn luận. Nhưng chính bởi vì tất cả mọi người đều không bắt được, cho nên không ai trách cứ Lê Mị Tư, mà là càng thêm khát khao móng ngóng với Lê Mị Tư. Trong số thế hệ trẻ ở Yên Kinh, Lê Mị Tư là nữ thần trong lòng họ. Chương 323: Tôi từ chối có một bạn nhảy mới ư? Không chỉ Thẩm Tuấn trẻ ghen tị, mà ngay cả Thẩm Tuấn Đào đã có bạn gái cũng ghen tị. Dù sao loại mỹ nữ như Lê Mị Tư, trong số tất cả các thế hệ trẻ ở Yên Kinh, Cô ta là nữ thần mà họ hằng mơ ước trong lòng, không biết có bao nhiêu người đang nhớ Nhung cô ta. Bây giờ người ta lại có bạn nhảy mới, quan trọng nhất không phải là bọn họ, trong lòng bọn họ làm sao có thể tiếp nhận được. Ngay cả Lý Gia Di và những người khác cũng có chút ngạc nhiên, tuy rằng đều là phụ nữ, nhưng bọn họ cũng không ghen tị, mà là sùng bái Lê Mỹ Tư. Bởi vì so với Lê Mỹ Tư, họ quả thực kém quá xa, dù là gia cảnh hay ngoại hình, họ đều tâm phục khẩu phục điều này thực sự hiếm có trong giới phụ nữ. Không biết người nào có bản lĩnh lớn như vậy, Lý Giai Di thở dài. Cho nên chúng tôi cũng muốn xem xem, rốt cuộc là ai có thể đủ khả năng thu phục một người như Lê Mị Tư. Dù sao cô ấy đã từ chối Giang Giật Hồng và chọn một bạn nhảy mới, không biết là một người ưu tú như thế nào mới được Lê Mị Tư để ý. Thẩm Tuấn Đào thở dài. Và không chỉ có bọn họ đang bàn luận, mà tất cả những người khác xung quanh cũng vậy. Này, Lê Nữ thần lần này có bạn nhảy mới, nhưng đáng tiếc không phải tôi." Anh cả của một đại gia tộc lắc đầu thở dài với vẻ tuyệt vọng. "Bớt đi, anh ư? Mập như quả bóng mà còn muốn được nữ thần sủng ái sao?" Có người trêu chọc, nhưng người bị chế giễu thì hoàn toàn ngược lại, anh ta có thân hình cân đối, vừa vặn, đầy nam tính, thậm chí có công ty còn mời anh ta làm người mẫu. "Thật đáng tiếc, không biết là ai có năng lực như vậy." Đó chắc chắn không phải là anh và chắc chắn không phải tôi, hai. Một người đàn ông khác trông như một tài tử ngôi sao nói. Tất cả họ đều bị từ chối, và thậm chí có một số người, Lê Mỹ Tư còn không thèm nói chuyện với họ. Dù sao thì cô ta cũng là nữ thần cao cao tại thượng. Trong góc phòng, Lạc Tú ngồi một mình ở đó, cũng không nghe thấy những lời này. Lý gia Di nhìn Lạc Tú, sau đó lắc đầu thất vọng. Thẩm Tuấn Trạch nhận thấy ánh mắt của Lý Giai Di và chế nhạo Lạc Tú. Âm nhạc đến rất đột ngột, tiếng nhạc nhẹ nhàng và gấp gáp vang lên khắp căn phòng, có ban nhạc quốc tế biểu diễn trực tiếp. Sau đó, các chàng trai bắt đầu lần lượt mời bạn nữ của mình, một số cúi xuống chào như một quý ông, một số quỳ một gối, rồi đưa tay ra mời bạn nhảy. Tại vũ hội lớn như vậy, một đôi trai tài gái sắc bước lên sàn nhảy, đầu tiên là điệu múa cung đình tao nhã. Điều đáng ngạc nhiên là mọi người đều lên sân khấu, nhưng Lạc Tú chỉ có một mình rõ ràng hôm nay đám người tới đây đều đã ghép đôi từ trước người nào cũng có bạn nhảy nhưng lạc tú không chỉ mặc quần áo lạc quẻ mà còn chỉ có một mình ngồi đơn độc trong góc trông hết sức thê lương điều này khiến nhiều người trên sàn nhảy nhìn về phía anh với nhiều ánh mắt khác nhau thậm chí nhiều người ngay lập tức nhìn lạc tú với biểu cảm mỉa mai kết thúc một bài hát mọi người bắt đầu nghỉ ngơi nhưng lúc này một ngọn đèn đột nhiên chiếu xuống khi một chùm đèn được bật lên chỉ có một người có đãi ngộ này đó chính là người đẹp số một ở yên kinh lê mỹ tư lê mỹ tư hôm nay đã mặc trang phục chỉnh tề đến tham dự cô ta mặc một bộ váy lộng lẫy như hoa sen tuyết đang nở thanh khiết và tao nhã đoan trang và khí chất đừng nói là hôm nay lê mỹ tư cố ý ăn mặc ngay cả hàng vỉa hè bình thường thì cô ta cũng có thể mặc theo phong cách quốc tế câu nói người đẹp vì lụa rõ ràng là không phù hợp với lê mỹ tư vì cô ta có thể khiến quần áo trở nên lộng lẫy hơn. Thành thật mà nói, đã đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp cả. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Lê Mị Tư, dù sao thì trong mỗi bữa tiệc khiêu vũ, Lê Mị Tư đều là tâm điểm của mọi người. Vào lúc này, đám người thẩm tuấn trạch tình cờ đi về phía Lạc Tú, đứng trước mặt Lạc Tú cười khẩy một tiếng. Em Tiểu Tú, sao cậu không mời bạn nhảy lên đi? Tôi thấy là không có ai mời đâu, niệm niệm, với tư cách là một phụ nữ em có muốn khiêu vũ với cậu ấy một bài không thẩm tuấn đào chế nhạo em sợ làm bẩn tay mình lắm đào niệm niệm lúc này cũng cười khẩy lý giai di thở dài một tiếng nhìn lạc tú cô ta muốn giải vây giúp lạc tú đi lên mời lạc tú khiêu vũ cho dù nhảy một bài cũng được rồi nhưng hôm nay lạc tú ăn mặc như thế này cô ta thật sự không dám mạo hiểm điều mà bốn người không để ý là một bóng dáng xinh đẹp từ từ đi tới dù sao lê mỹ tư là tâm điểm của toàn trường mọi người đều rất tò mò không biết ai đã hạ giang giật hồng con trai cả của gia tộc họ giang và thành công cướp lê mỹ tư vì vậy tất cả mọi người đều chờ đợi người đó xuất hiện sau đó đi mời lê mỹ tư khiêu vũ về phần để cho lê mỹ tư chủ động mời ư đó là một điều nhảm nhí còn nói mình có người mời nổ quá rồi đấy tôi muốn xem hôm nay ai sẽ bị mù mà mời cậu thẩm tuấn đào lại chế nhạo kẻ mù phía sau anh kia. Lạc Tú lắc đầu, anh không muốn đối phó với những kẻ ngốc như vậy, nhưng mà bọn họ đang cản đường anh. Có lẽ tôi là người mù mà anh nói đấy. Trước khi Thẩm Tuấn Đào và những người khác quay đầu lại, phía sau có một giọng nói êm tai giống như chim vàng anh, nhưng mọi người đều có thể nghe ra được, trong giọng nói đó có chút không vui. Khi Thẩm Tuấn Đào quay lại, anh ta ngây ngẩn cả người. Lý Giai Di và Thẩm Tuấn Trạch cũng choáng váng. Mọi người đều hướng mắt về phía đó làm ơn cho tôi đi qua. Lời nói lạnh giá của Lê Mị Tư lại vang lên. Mấy người thẩm tuấn chạy theo bản năng bước sang một bên, Lê Mị Tư vén váy và đi về phía Lạc Tú. Không phải chứ, có người thầm hít một ngụm khí lạnh. Trên thực tế, mọi người đều chú ý đến Lạc Tú, dù sao thì anh là người duy nhất ăn mặc xuề xòa, lại còn không có bạn nhảy. Nhưng quan trọng hơn, vào lúc này, Lê Mị Tư thực sự đi về phía Lạc Tú. Thẩm Tuấn Đào và những người khác cũng nhìn chằm chằm Lê Mị Tư với ánh mắt kinh ngạc. Đột nhiên một ý nghĩ bất khả thi hiện ra trong đầu họ. Chương 324, sắp xếp. Nếu không phải nơi này không thích hộ, sợ là tất cả mọi người đã xông lên động thủ rồi. Tôi từ chối. Lê Mị Tư thường nói câu này, nhưng chưa ai dám nói điều đó với Lê Mị Tư, hoặc chưa ai có cơ hội nói điều đó với Lê Mị Tư. Đối với những người đàn ông có mặt ở đây, nếu như lê mỹ tư chủ động mời bọn họ khiêu vũ e rằng đám người này sẽ kích động đến mức ba ngày ba đêm không ngủ được đồng ý còn không kịp ai lại từ chối chứ thế mà bây giờ lạc tú thực sự đã nói tôi từ chối đám người thẩm tuấn trạch vừa tỉnh lại sau cú sốc họ ngay lập tức cảm thấy như bị tát một cái vừa rồi bọn họ còn đang cười nhạo lạc tú không có bạn nhảy nhưng trong nháy mắt nữ thần trong lòng họ đã chủ động mời lạc tú nhưng lạc tú từ chối đặc biệt là Thẩm Tuấn Đào, người vừa nói rằng ai mù thì mới mời Lạc Tú. Nhưng bây giờ, nữ thần trong lòng anh ta thực sự mù mà mời Lạc Tú rồi. Chưa nói đến những người đàn ông có mặt ở đây, thậm chí đôi mắt của một số cô gái như muốn bùng cháy, rất muốn xông lên đánh Lạc Tú, người ta đã cho anh thể diện, thế mà anh lại đạp đổ thể diện của người ta. Nhưng điều khiến họ tiếp tục trợn mắt há hồm là Lê Mị Tư không những không tức giận mà còn nói: "Tôi sai rồi." đừng tức giận được không nào nhanh lên sau đó lê mỹ tư thực sự chủ động nắm tay lạc tú và kéo lạc tú lên sàn nhảy những người đàn ông có mặt cảm thấy trái tim họ nhuê sắp tan vỡ nữ thần trong lòng họ không chỉ mời tên nhóc này khiêu vũ mà còn thực sự hành động như một cô gái làm nũng sau khi bị từ chối một đám người chế nhạo lạc tú vừa rồi đều cảm thấy nóng mặt như thể vừa bị tắt thật mạnh nhất là hai anh em nhà họ thẩm bọn họ nắm chặt tay hai mắt đỏ như máu, hận không thể giết người luôn. Lý Giai Di quay đầu ngơ ngác nhìn lạc tú bị lê mỹ tư kéo đến giữa sàn nhảy, cô ta vẫn chưa phản ứng lại được. Làm thế nào mà điều này có thể xảy ra chứ? Sao có thể như thế được? Lạc tú thực sự được mời sao? Lại còn là đệ nhất mỹ nhân ở yên kinh lê mỹ tư mời. Nhưng âm nhạc đã chậm rãi vang lên. Hừm, tôi muốn xem một tên nhóc đến từ huyện lỵ như cậu ta có biết nhảy không? Thẩm Tuấn Đào hồi phục tinh thần, sau đó mỉa mai. Anh ta không phải là người duy nhất có tâm lý này, nhiều người cũng đang chờ xem kịch vui. Nhưng ngay sau đó, Lạc Tú duỗi tay ra ôm eo Lê Mị Tư, Lê Mị Tư chủ động đặt tay lên vai Lạc Tú. Điều này đã khiến những người đàn ông có mặt phát điên lên. Năm ngoái, Giang Giật Hồng chỉ có thể nắm tay và khiêu vũ thôi, còn Lê Mị Tư thì đeo một đôi găng tay. Nhưng bây giờ, Lạc Tú không chỉ ôm eo Lê Mị Tư, mà còn thì thầm vào tai Lê Mị Tư. Họ có vẻ rất không vui, Lạc Tú cười khẽ một tiếng. "Tôi không cảm thấy anh sẽ quan tâm đến ánh mắt của họ." Lê Mị Tư nói bên tai Lạc Tú. Khoảng cách của hai người rất gần, gần như dính vào nhau. "Làm một điệu fox shot không?" Lê Mị Tư lại nhẹ nhàng nói. "Đương nhiên." Lạc Tú nhướng mày. "Đổi nhạc đi." Lê Mị Tư nói lớn. "Tôi muốn nhảy fox shot." Lê Mị Tư lại bổ sung cả một nhóm người đều kích động hết cả lên. Fox shot, đó là điều khi cặp đôi mới cưới khiêu vũ trong đám cưới. Lê Mị Tư thực sự muốn nhảy Fox shot với Lạc Tú ư? Đây có phải là điều mà Lê Mị Tư đang chủ động ám chỉ? Âm nhạc lại vang lên, bọn họ chờ xem trò đùa của Lạc Tú, nhưng ngay lập tức thất vọng, bởi vì động tác của Lạc Tú không thể miêu tả là điêu luyện, chúng chỉ đơn giản là trôi chảy, động tác nhẹ nhàng thoải mái, mỗi động tác đều vừa phải. Khiến người ta vui mắt. Giống hệt như một bậc thầy quốc tế. Ngay cả Lê Mỹ Tư cũng có chút kinh ngạc, than thở hôm nay mình gặp phải đối thủ rồi. Không ai đi lên sàn nhảy cả, tất cả mọi người đều nhìn chầm chầm vào lạc tú. Đôi khi mức sống và môi trường của một người có thể được nhìn thấy từ việc khiêu vũ. Nếu không, khiêu vũ sẽ không được gọi là vũ điệu cung đình. Mặc dù hiện nay những điệu nhảy này đã trở nên phổ biến nhưng nếu không cố ý học thì hầu hết mọi người vẫn không thể nhảy. Nhưng là một thành viên quý tộc, ai cũng phải học điều này. Ngay cả Lý Gia Di cũng phải sửng sốt, hiển nhiên, môi trường sống của Lạc Tú không tệ như họ nghĩ, không phải kiểu ngày ngày dọn gạch trên công trường, cũng không phải kiểu bồi bàn dọn món trong nhà hàng. Vào lúc này, Lạc Tú Khiêu Vũ vừa sang trọng vừa tao nhã hơn bất kỳ ai trong số họ. So với những bước nhảy của Lạc Tú, họ chỉ giống như một nhóm trẻ tập đi theo người lớn. Giống như một đám Việt nhảy disco. Kết thúc bài hát, ánh mắt của mọi người đều tóe lửa, đều ghen tị. Đặc biệt, trong đám đông có một người đàn ông cạo chọc đầu, trông khá nam tính tuấn tú, khí chất quý tộc trời sinh. Nhưng vào lúc này, anh ta đang nhìn chằm chằm lạc tú, như muốn ăn tươi nuốt sống lạc tú. Đáng lẽ ra hôm nay chính anh ta mới là người ôm Lê Mỹ Tư khiêu vũ. Nhưng mới sáng nay, anh ta nhận được một cuộc gọi từ Lê Mỹ Tư sau đó lê mỹ tư nói với anh ta bằng một giọng điệu lạnh lùng lê mỹ tư có một bạn nhảy anh ta đã bị thay thế lúc này nhìn một đôi nam nữ duỗi thân tình tứ trên sàn nhảy giang giật hồng tức giận đến mức khớp hàm run lên thế hệ lớn tuổi của nhà họ giang tổng cộng có hai anh em anh cả là giang đông và anh thứ là giang nam và giang giật hồng là cháu trai của giang nam còn giang giật phi là cháu của giang đông nhưng bây giờ người đứng đầu nhà họ Giang vẫn là con trai của ông cụ lớn, thái tử gia nhà họ Giang, Giang Khánh Quốc. Cũng chính là bố của Giang Giật Phi. Nhưng dù thế nào, anh ta cũng là thiếu gia đời thứ ba của nhà họ Giang, từ nhỏ đã được cưng chiều, hơn nữa bố anh ta lại mất sớm. Vì vậy, anh ta luôn được ông nội Giang Nam cương chiều, gần như là nắm trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Từ nhỏ, anh ta đã phát triển tính cách kiêu ngạo và độc đoán, cho đến bây giờ anh ta chưa bao giờ chịu thua thiệt. Sự việc hôm nay không chỉ khiến anh ta mất mặt, tương lai anh ta còn bị người ta chê cười, quan trọng hơn là anh ta đã bày tỏ quan điểm của mình với ông nội từ lâu, nhất định sẽ thu phục được Lê Mỹ Tư, bởi vì bố của Lê Mỹ Tư cũng rất có địa vị. Nếu tìm được một người bố vợ như vậy, sau này nhà họ Giang nói không chừng sẽ không tới lượt Giang giật phi nắm quyền, mà là Giang giật Hồng anh ta sẽ nắm quyền. Nhưng hôm nay thì sao? chương 325, đe dọa. Bữa tiệc khiêu vũ vẫn diễn ra, nhưng Lạc Tú và Lê Mị Tư là tâm điểm của khán giả không còn nhảy nữa mà đang ngồi trò chuyện. Chỉ là một đôi mắt phun lửa thỉnh thoảng quét qua đây, đặc biệt là đôi khi Lê Mị Tư che miệng cười khúc khích khiến không ít người ghen tị đến cùng cực. Cuối cùng, Giang giật hồng đi về phía họ, giả vờ tao nhã trước mặt Lạc Tú và Lê Mị Tư, rồi nói. Người anh em đến từ đâu thế? tại sao tôi chưa từng gặp anh ở vòng tròn yên kinh này và nhiều người nhìn thấy giang giật hồng đi về phía lạc tú vì vậy lực chú ý của họ đều bị thu hút sang bên này rõ ràng giang giật hồng đang muốn đi tìm phiền phức cho nên nhất định là có trò hay để xem nhưng điều đáng xấu hổ là anh ta lại bị lạc tú trực tiếp phớt lờ lạc tú hoàn toàn không để ý tới anh ta đợi một hồi nhìn thấy lạc tú vẫn cố ý nói chuyện với lệ mị tư giang giật hồng rốt cuộc không kìm được lửa giận tốt xấu gì anh ta cũng là một trong những thế hệ trẻ nổi tiếng ở Yên Kinh, sao người khác lại có thể phớt lờ anh ta chứ? mỹ tư, tên nhóc này có gì tốt chứ? Cút, Lạc Tú đột nhiên lạnh lùng nói. Khung cảnh ngay lập tức yên lặng, ngay cả ban nhạc cũng không diễn tấu nữa. Đây là lần đầu tiên có người dám nói như thế trước mặt Giang Giật Hồng. Hơn nữa, còn nói trước mặt những người nổi tiếng ở trong vòng tròn thế hệ trẻ tuổi Yên Kinh. Anh nói cái gì? giang giật hồng không thể tin được ở yên kinh mà lại có người dám nói chuyện với anh ta như vậy anh ta là ai chứ cháu trai của lão nhị giang nam có quyền lực không thể tưởng tượng nổi ở yên kinh có người đã từng xúc phạm anh ta bị ông nội anh ta trực tiếp làm cho tan nhà nát cửa thậm chí còn phải lưu vong ra nước ngoài vào thời điểm đó gia đình đó khá cũng có chút danh tiếng ở yên kinh anh ta đã từng đâm xe chết một người và chống lại cơ quan thực thi pháp luật sau khi xuống xe Cuối cùng, sự việc gây náo động và bị cả nước lên án, kết quả là ngày hôm sau anh ta đã được thả ra. Tất cả đều là bề ngoài, những năm này Giang Giật Hồng đã giết chết không biết bao nhiêu người không vừa mắt trong vòng tròn yên kinh này. Dù xuất thân hay địa vị ra sao, ngay cả người nhà họ Thẩm cũng suýt nữa bại trong tay anh ta. Nếu Thẩm Thiên Quân không đích thân đến để đưa người trở về, người kia có thể đã thực sự chết vào lúc đó luôn rồi. Tính tình tàn nhẫn như vậy, thế mà bây giờ có người dám bảo anh ta cút. Cút đi, anh không hiểu tiếng người sao, Lạc Tú lại nói. Khuôn mặt của Lý gia Di thay đổi ngay lập tức, bỏ lại thẩm tuấn trạch và chạy tới. Và khuôn mặt của mọi người cũng thay đổi, e là anh chàng này không biết ai đang đứng trước mặt mình, phải không? Họ Giang không dám nói là gia tộc lớn nhất ở Yên Kinh, nhưng cũng là thế gia tiếng tăm lừng lẫy ở Yên Kinh. Nhà họ Giang có nuôi một vị tông sư, người như tông sư đều có lòng tự trọng cao nếu làm được thì người như vậy có thể đưa gia tộc phát triển phồn vinh làm sao có thể khuất phục mà làm tay chân cho gia tộc khác quan trọng hơn đó còn là một tông sư kiêu ngạo tự hào biết bao nhiêu nhưng nhà họ giang đã làm được điều đó cho thấy sự khủng bố của gia tộc này ha ha mày có biết tao là ai không mày bảo tao cút ư giang giật hồng tức giận cười nói anh ta đã gọi điện thoại sắp xếp người rồi nhưng anh ta không ngờ một người sắp chết lại dám vô lễ với mình như vậy. Dám bảo mình cút trước mặt mọi người. Liên quan gì đến tôi? Lạc Tú cười khẩy một tiếng. Tốt, tốt, rất khí phách, có bản lĩnh. Còn dám đích thân nói chuyện với tao như vậy, hiện tại mày thông báo cho người nhà chuẩn bị hậu sự vẫn còn kịp đấy. Giang giật hồng đột nhiên lạnh lùng nói. Lý Giai Di nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Biểu hiện của đám người thẩm tuấn trạch cũng dần trở nên nghiêm túc, sắc mặt của mọi người xung quanh cũng đều thay đổi. Mấy lời từ miệng của Giang Giật Hồng tuyệt đối không phải là hù dọa, cũng không phải là một trò đùa. Bất cứ ai bị Giang Giật Hồng nói như thế đều thật sự đã chết. Anh Tuấn Trạch, mau nói chuyện thay Lạc Tú đi, Lý gia Di lo lắng nói. Vào lúc này, cũng chỉ có Thẩm Tuấn Trạch mới có thể ra mặt giải vây cho Lạc Tú. Cậu ta điên cuồng như vậy, anh giúp cậu ta nói chuyện như thế nào đây chứ? Người ta lên chào hỏi cậu ta, nhưng cậu ta lại bảo người ta cút, kiêu ngạo như vậy, lần này đã phải tảng sắt rồi, còn có thể nói gì nữa chứ? Thẩm Tuấn Trạch lạnh lùng nói. Nhưng anh ta không biết mà, Lý Giai Di lo lắng đến mức toát mồ hôi lạnh, muốn gọi điện cho Thẩm Nguyệt Lan, nhưng lại sợ Thẩm Nguyệt Lan lo lắng. Anh không thể giúp cậu ta, cậu ta mắng Giang Giật Hồng trước mặt mọi người, dù anh có lên tiếng cũng vô dụng, xúc phạm Giang Giật Hồng thì đều sẽ chết. Vậy thì anh Tuấn Trạch, anh gọi điện cho ông nội anh, bảo ông nội. Sai gì, đủ rồi, tất cả đều là rắc rối từ cậu ta chuốc lấy, hơn nữa đến bây giờ ông nội vẫn chưa tìm cậu ta, điều này cũng đủ chứng minh ông không muốn dính dáng gì đến cậu ta. Thẩm Tuấn Trạch mất kiên nhẫn nói, mấy người bọn họ muốn lạc tú chết đi còn không kịp, sao có thể cứu lạc tú chứ? Vào lúc này, tâm lý của họ đều là muốn xem trò đùa của lạc tú. Nếu tự họ ra tay khiến lạc tú chết thì sẽ có một chút trở ngại, nhưng giang giật hồng thì khác tên này không có bất cứ trở ngại gì ns ta có thể trực tiếp giết chết người ở bên ngoài những người còn lại nhìn thấy cảnh tượng này cũng không ngừng cười khẩy trong lòng bọn họ vốn đã sinh lòng ghen tị với lạc tú vì chuyện của lê mỹ tư vì vậy lúc này họ ước gì lạc tú chết quách đi nếu giang giật hồng đã nói như vậy hôm nay lạc tú hoàn toàn không có cơ hội sống sót nhưng lạc tú ngồi trên ghế sofa và không có vẻ gì là lo lắng cả thay vào đó anh nói Câu này cũng áp dụng cho anh đó. Được, khẩu khí lớn lắm, để tao xem hôm nay mày có còn sống để về nhà được không? Giang giật hồng trực tiếp chế nhạo, sau đó xoay người rời đi, hình như là gọi người. Lý Giai Di lo lắng chạy đến và nói. Audio điện tử võ tấn bền. chương 326, âm mưu. Mấy ngày nay mí mắt trái của Đồng Văn Huệ cứ giật giật, khiến bà ta rất hoảng sợ. Trong cơn tuyệt vọng, bà ta đã phải gọi cho phó đình viễn và lo lắng nói đình viễn mấy ngày nay mẹ cứ luôn hoảng sợ còn thường không thể liên lạc với thiến thiến liệu có chuyện gì với nó không phó đình viễn thản nhiên nói mẹ còn không liên lạc được huống chi là con kể từ cuộc gọi lần trước bị phó thiến thiến chọc tức chết phó đình viễn cũng chưa liên lạc lại với cô ta tất nhiên phó thiến thiến cũng không liên lạc với anh đồng văn huệ ngập ngừng nói sao con không thử gọi cho nó Cuộc gọi trước đó, mẹ thấy giọng điệu của nó không ổn lắm. Đồng Văn Huệ không thể biết được giọng điệu của Phó Thiến Thiến không ổn ở chỗ nào, nhưng bà ta cảm thấy giọng nói của Phó Thiến Thiến đã yếu ớt huệ hoài hơn nhiều so với trước đây. Mẹ, không phải là mẹ không biết, ngay cả khi con gọi thì nó cũng không nghe đâu. Phó Đình Viễn nói thêm, nếu mẹ lo lắng thì chi bằng phái người qua xem, hoặc có thể để ông nội gọi cho nó. Đồng Văn Huệ khó chịu thở dài, không phải là ông nội con không quan tâm đến nó, cho nên mẹ mới tìm con sao. Bà ta cũng đã nhờ ông cụ gọi cho phó thiến thiến để hỏi thăm, kết quả ông cụ lại thẳng thừng chán ghét mà nói không muốn quan tâm đến sự sống chết của phó thiến thiến, còn nói phó thiến thiến xảy ra chuyện gì thì cũng là do chính cô ta tự chuốc lấy, không thể đổ lỗi cho ai. Xin lỗi, con cũng không thể làm gì được, phó đình viễn trả lời đồng văn huệ rồi cúp điện thoại. Anh không thể gọi cho phó thiến thiến, thứ nhất, cô ta sẽ không nghe, thứ hai, anh không muốn nghe cô ta làm nhục du ân làm anh tức chết. Cũng giống như thái độ của ông cụ, anh không muốn quan tâm đến sự sống chết của em gái mình. Phó Đình Viễn nằm viện một tuần và cuối cùng cũng được xuất viện, bác sĩ đã kiểm tra toàn diện để khẳng định phần máu bầm còn lại trong não đã được loại bỏ hoàn toàn, không cần phẫu thuật, không để lại di chứng. Du ân thở phào nhẹ nhõm một hơi, ôm Phó Đình Viễn rồi rơi lệ, Cô không biết mình sống sót qua tuần này như thế nào, trước đây cô cũng không nghĩ rằng Phó Đình Viễn lại quan trọng với cô như vậy, nhưng trong khoảng thời gian này, họ cùng nhau trải qua những chuyện lớn nhỏ mà từ sướng và thẩm giao đã gây ra, trong lòng cô đột nhiên trở nên rất thân thiết với anh. Khi Du Ân khóc, Phó Đình Viễn cảm thấy vô cùng đau lòng, ôm cô xin lỗi và nói, anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ em tốt hơn. Anh trách tại sao anh lại không nhận ra sự quỷ quyệt của từ sướng sớm hơn, khiến cô phải chịu biết bao uất ức một thời gian trước thẩm giao còn vu cáo cô tội cố ý làm tổn thương người khác cô đã bị mắng chửi rất nhiều lần này suýt chút nữa bị thẩm giao đụng bị thương còn lo lắng ở bên anh ở bệnh viện suốt một tuần những chuyện này là do chuyện cũ của bố mẹ anh gây ra không liên quan gì đến cô nhưng đều do anh liên lụy khi anh nói điều này nước mắt của du ân càng chảy dữ dội hơn anh đã bảo vệ em rất tốt mà nếu không phải vì bảo vệ cô trong vụ tai nạn xe hơi anh đã không bị thương nằm trong bệnh viện một tuần suýt nữa đã phải mổ sọ để làm sạch máu bầm về phía chu nam mọi chuyện cũng khá suôn sẻ ngày hôm sau khi phó đình viễn xuất viện chu nam báo rằng anh ta đã tìm thấy bạn học của mạnh vân tên là phương phương kia tên đầy đủ của cô ấy là tôn vĩ phương may mắn thay cô ấy sống ở ngoại ô giang thành phó đình viễn ban đầu dự định đến tìm cô ấy hy vọng cô ấy có thể đứng ra nói vài lời tuy nhiên Chu Nam báo cáo, ngay sau khi tôi nói những gì đã xảy ra với Tôn Vĩ Phương, cô ấy đã bày tỏ sẵn sàng hợp tác với chúng ta, nhưng cô ấy không muốn lộ mặt và cô ấy không muốn chúng ta đến thăm cô ấy, bởi vì cô ấy không muốn cuộc sống yên tĩnh của mình bị xáo trộn, lại không muốn bị từ sướng nhìn chằm chằm. Cô ấy sẽ làm một bản ghi âm, nói những điều mà cô ấy biết về Mạnh Vân vào thời điểm đó. Phó Đình Viễn nói, như vậy là đủ rồi. Dù sao cho dù bọn họ đào ra chân tướng những chuyện cũ này, Từ Sướng cũng có thể không tin, bọn họ cũng sẽ không ép Tôn Vĩ Phương lộ mặt, điều này cũng đủ làm cho cảm xúc của Từ Sướng bị nhiễu loạn rồi. Bây giờ xác nhận đã tìm được Tôn Vĩ Phương, còn có bản ghi âm nữa, Du Ân lập tức ngồi trước máy tính và bắt đầu viết. Bản thảo này đối với bọn họ rất quan trọng, nó không chỉ phải phô bày sự thật khiến tất cả những người ngoài cuộc biết rõ chân tướng mà còn khiến tử sướng vốn đang chìm sâu trong hận thù nhận ra Mạnh Vân không phải tuyệt đối vô tội. Du ân ngồi trước máy tính cả nửa buổi chiều, viết rồi xóa, xóa rồi viết, cân nhắc cẩn thận từng chữ. Phó Đình Viễn cảm thấy may mắn vì đã học cách pha cà phê và nấu ăn cách đây ít lâu, khi Du ân mệt mỏi, anh kịp thời đưa một ly cà phê tới, khiến Du ân không thể nhịn được cười. Phó Đình Viễn dứt khoát nhấc cô lên khỏi ghế, ôm cô vào lòng, nhẹ giọng hỏi tâm trạng tốt hơn chưa? Ừ, Du Ân gật đầu, vốn đang phiền vì không biết viết thế nào, vừa nhìn thấy ly cà phê của anh là vui vẻ liền. Phó Đình Viễn nhìn xuống cô và nghiêm nghị nói, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ khi em viết gì đó. Chớ trêu thay, họ đã sống với nhau 3 năm, nhưng anh chưa bao giờ biết cô có thể viết chuyện, anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ cô viết trước máy tính. Du ân có chút ngượng ngùng nói, có phải rất hấp tấp cáu kỉnh không? Cô đã quen với việc ở một mình khi viết, vừa nãy còn quên rằng Phó Đình Viễn vẫn ở bên cạnh cô. Không biết cô có giật tóc lo lắng khi không biết viết gì hay không, khi nghiêm trọng thì cô còn đập bàn. Không có, Phó Đình Viễn ngay lập tức phủ nhận lời nói của cô, suy nghĩ một chút, anh nói, rất dễ thương. Khi không thể viết bản thảo, cô sẽ buồn chán cắn môi và bĩu môi giận dữ hoặc thở dài và kéo tóc, anh cảm thấy điều này rất đáng yêu. Ngày thường cô không có nhiều cử chỉ nhỏ như vậy, ăn nói cũng rất đàng hoàng, hiếm khi buông thả như thế này, sao có thể nói là hấp tấp cáu kỉnh chứ? Du ân ậm ừ, anh đúng là có khát vọng sống đấy. Phó Đình Viễn phản đối, anh nói thật mà. chương 327, thủ đoạn của Lạc Tú. Giang giật hồng của nhà họ Giang, bởi vì không hài lòng với việc anh họ Giang giật phi trở thành người nắm quyền nhà họ Giang trong tương lai, nên đã mời sát thủ giết anh họ mình, hợp lý không? Lạc Tú nói xong liền ném điện thoại di động sang một bên, sau đó lên xe trong xe sạch sẽ không có một vết máu giống như giang giật phi vừa mới chết ở bên ngoài xe mà trương đại sư nói không sai vừa rồi giang giật phi thật sự đã khóc tiếc là anh ta không nói được lời nào chỉ có thể im lặng mà khóc trông thật thảm hại nói cách khác anh ta có thể nói nhưng những gì anh ta nói đều là miễn cưỡng ví dụ gọi điện thoại cho bố mình và kêu gọi cứu mạng ví dụ như nói với bố là anh ta bị em họ bắt đi Trương Đại Sư cũng lên xe, sau đó liền đạp ga phóng xe đi thẳng. Chỉ còn lại thi thể của Giang Giật Phi, Giang Giật Hồng và tên sát thủ mặc đồ đen kia. Và không bao lâu sau, một chiếc Mercedes-Benz lao tới với tốc độ cực nhanh. Mercedes-Benz dừng lại cách đó không xa, một người đàn ông trung niên bước xuống xe. Người đàn ông đeo kính gọng vàng trông rất hiền lành, nhưng vẫn toát lên khí chất của một chủ tịch độc đoán, thậm chí có chút gian xảo một ông già đi theo sau người đàn ông. Hơi thở của ông già rất bình tĩnh, thân sắc ngưng trọng, hai mắt sáng ngời, trong tay cầm một thanh đường đao, thoạt nhìn là một cao thủ. Đây là vị tông sư của nhà họ Giang, Đường Vân. Và người đàn ông trung niên đó nghiễm nhiên là thái tử gia nhà họ Giang, Giang Khánh Quốc. Ngay khi Giang Khánh Quốc vừa bước tới, Peter rút súng ra và bắn về phía Giang Khánh Quốc. Cẩn thận! Thanh đao trong tay đường vân trong tích tắc vung ngang, chém mạnh ra, chặn trước mặt Giang Khánh Quốc, trực tiếp bổ vào viên đạn. Tuy nhiên, ông ta cũng bị đẩy lùi lại vài bước. Mày là ai? Đường Vân tức giận hét lên. Tao muốn giết ông ta, lão già, đừng xen vào việc của người khác. Peter chĩa súng về phía Đường Vân. Không biết xấu hổ, Đường Vân dẫn đầu ra tay. Phương thức di chuyển giống như một bóng ma, dưới bầu trời đêm, hầu như không thể nắm bắt được. Peter bắn ba phát súng, nhưng đáng tiếc là ba phát súng đều hụt. Và đột nhiên thanh đường đao vụt qua với khí thế kinh người, con đường xi măng bị đao khí chém ra một rãnh to. Nhưng Peter đã phản ứng nhanh và nhảy tới một cái cây gần đó ngay lập tức. Cả hai người gần như đồng thời thốt lên: Sát thủ cấp A. Tông sư. Nhưng trước khi có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, Peter đã hét lên: Anh Giang, anh không nói với tôi đối phương có một vệ sĩ là tông sư. Nhiệm vụ này tôi chỉ có thể giúp anh hoàn thành một nửa thôi. Nói xong, Peter trực tiếp nhảy vào trong rừng rậm. Đường Vân vừa định đề khí đuổi theo, nhưng một viên đạn lập tức bắn qua. Đường Vân không còn cách nào khác, dùng đao cản viên đạn, để Peter rời đi mất. Nhìn lại giang giật hồng, sau đó lại nhìn giang giật phi trên mặt đất, đường Vân liền cảm thấy một trận phiền phức ập đến. Giang Khánh Quốc lúc này đã chạy đến bên cạnh Giang Giật Phi, nhìn Giang Giật Phi nằm trên mặt đất, toàn thân Giang Khánh Quốc không khỏi run lên. Giang giật hồng, giải thích cho tôi, giải thích, chuyện gì đang xảy ra. Hả, tiếng gầm giận dữ đó đã khiến Giang giật hồng tỉnh táo lại. Bác cả, bác nghe cháu giải thích, đây là một cái bẫy, đây là âm mưu. Bẫy, âm mưu. Giang Khánh Quốc nhìn Giang Giật Hồng với ánh mắt như muốn ăn thịt người. Ha ha, đúng là âm mưu, đúng là bẫy giang khánh quốc bước đến và tắt một cái thật mạnh vào mặt giang giật hồng nhóc xanh nếu hôm nay tao không chú ý hơn mà gọi chú vân qua với tao thì tao cũng nằm ở đây luôn đúng không giang khánh quốc hung hăng đá vào người giang giật hồng nó là anh họ của mày đấy đồ khốn nạn tao là bác cả của mày thế mà mày lại muốn giết bọn tao giang khánh quốc đá mạnh vào mặt giang giật hồng bác cả bác nghe cháu giải thích đi có người gài bẫy cháu đây là một cái bẫy Giang Giật Hồng cũng vô cùng oan ức. Anh ta luôn hãm hại người khác, giờ khắc này, anh ta mới có thể lĩnh hội được cảm giác có lý mà không thể nói rõ được. Mày còn dám ngụy biện à? Nửa giờ trước, Giật Phi gọi điện cho tao nói nó đã trở về Yên Kinh và đang ở cùng mày. 15 phút trước, nó gọi điện bảo tao đi tìm nó, không được phép mang theo bất kỳ ai. Giang Khánh Quốc lại đá mạnh vào người Giang Giật Hồng. Và cả những gì tên sát thủ kia nói vừa rồi, mày nghĩ tao bị điếc sao? Hả? Đồ khốn nạn, uổng công tao vẫn đối xử với mày như con ruột, mày đúng là lòng lang dạ sói. Giang Khánh Quốc nhặt một tảng đá bên đường định đập vào đầu Giang Giật Hồng. Ở trong một gia đình giàu có, ông ta đã cố gắng hết sức để tránh kiểu chém giết lẫn nhau này. Vì vậy khi còn bé, ông ta coi Giang Giật Hồng như con đẻ của mình, chuyện gì cũng thiên vị Giang Giật Hồng. Nhưng ông ta không ngờ, loại chuyện này vẫn cứ xảy ra. Nhưng tảng đá kia vẫn không đạp xuống, bởi vì đường vân đã dùng một tay ngăn giang khánh quốc lại ông chủ trước tiên cứ đưa nó về để gia tộc xử lý đi đường vân nói ông ta đã dốc sức làm việc cho hai ông cụ nhà họ giang nên đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn giang khánh quốc giết giang giật hồng bác vân nó đã giết con trai tôi hu hu giang khánh quốc cuối cùng cũng bật khóc đường vân âm thầm lắc đầu từ lâu ông ta đã nhắc nhở giang khánh quốc rằng tốt hơn hết là nên sống tích đức một chút nếu không quả báo sẽ đến rất nhưng giang khánh quốc không hề nghe lọt tai thậm chí ông ta còn không ngần ngại xuống tay với một người phụ nữ mà ông ta đã thích trong nhiều thập kỷ không ngần ngại thuê một tông sư dùng thủ đoạn độc ác để làm hại người phụ nữ đó năm đó giang khánh quốc rất thích thẩm nguyệt lan nhưng tiếc là thẩm nguyệt lan không thích ông ta thậm chí giang khánh quốc còn không ngần ngại dùng thế lực của gia đình để uy hiếp nhà họ thẩm để kết hôn với thẩm nguyệt lan thẩm nguyệt lan tức giận đi đến hải đông khi trở về thì đã dẫn theo một người đàn ông. Giang Khánh Quốc đã rất tức giận khi biết chuyện này, không ngừng gây áp lực cho nhà họ Thẩm, cuối cùng chuyện này cũng thất bại. Tuy nhiên Thẩm Nguyệt Lan vẫn từ chối Giang Khánh Quốc, nhưng Giang Khánh Quốc vẫn làm rất tốt, sau khi biết Thẩm Nguyệt Lan có con, ông ta đã cố tình lừa Thẩm Nguyệt Lan đeo một chuỗi hạt dính lời nguyền. Chính là muốn Thẩm Nguyệt Lan từ từ bị tra tấn mà chết. Và chuỗi hạt không chỉ nguyền rủa bản thân Thẩm Nguyệt Lan, mà còn cả đứa con của Thẩm Nguyệt Lan. Bây giờ, có vẻ như quả báo đang đến rồi. Trên chiếc xe thương mại. mươi 328, nhà họ Giang hỗn loạn. Trong biệt thự cao cấp của nhà họ Giang, bây giờ đã hơn nửa đêm nhưng đèn đuốc sáng rực, một nửa cao tầng của nhà họ Giang đều đến đây. Bên trong căn phòng chật ních người, bầu không khí vô cùng áp lực, hiển nhiên nhà họ Giang đã xảy ra chuyện lớn. Người đứng đầu thế hệ thứ ba trong tương lai của nhà họ Giang đã bị giết lại còn do chính người nhà họ Giang động thủ. Giang giật hồng sướng sờ đứng tại chỗ, đôi mắt huệ oải, không nghe được những gì mọi người đang nói xung quanh mình, như người đã xuất thần, đầu bê bết máu, bị bác cả của anh ta đánh tơi tả. Nhưng anh ta biết rất rõ mình đã phạm phải sai lầm lớn, dù tội danh có thể xóa được hay không thì anh ta cũng đã phạm sai lầm lớn. Nhưng điều mà anh ta không hiểu là anh ta chỉ muốn giết người khiến mình trướng mắt, muốn giết người có thể uy hiếp đến việc anh ta đuổi theo Lê Mị Tư tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này tại sao toàn bộ gia tộc họ giang lại trở thành cục diện sóng gió rung chuyển như thế này hậu quả đương nhiên sẽ rất nghiêm trọng nếu lúc đó mình nhịn một chút nếu lúc đó mình không gọi người giết tên khốn kia có phải tất cả những điều này sẽ không xảy ra không người bác cả vẫn yêu thương mình như trước người anh họ vẫn có thể vui vẻ sống sót đứng trước mặt anh ta đáng tiếc bây giờ anh ta chỉ biết rằng dù thế nào đi nữa anh ta đã khiêu khích một người khủng khiếp, một người mà anh ta không thể trêu vào. Người này, dù dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng có thể khiến anh ta không thể trèo ra khỏi vũng bùn. Khánh Quốc, rốt cuộc chuyện này là sao? Anh nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Một ông già đứng ngoài cửa, trên 60 tuổi, dâu tóc bạc phơ, đang mặc một bộ đồ luyện công. Ngay lúc vào cửa, ông ta đã gầm thét, cháu trai ông ta đã chết ư. Ở yên kinh này, ai dám làm điều đó chứ? Đây là tử thù không chết không dừng. Phải nhận lấy cơn thịnh nộ của toàn bộ gia tộc họ Giang. Bố, bố hỏi tên khốn kiếp này đi, đồ xuất sinh không bằng cầm thú. Giang Khánh Quốc tràn đầy tức giận, nếu không phải đường vân ngăn cản ông ta, ông ta đã giết chết Giang giật hồng từ lâu rồi. Không, không, không phải cháu. Thật sự, cháu thực sự không giết anh ấy. Giang giật hồng bị tiếng gầm kéo về thực tại. Ông ơi, cháu thật sự không giết anh ất. Giang giật hồng quỳ trên mặt đất, kéo ống quần của Giang Đông. Không phải mày sao, Giang Khánh Quốc tức giận gầm gừ. Ngay cả tao cũng suýt chút nữa bị sát thủ mà mày thuê giết chết đấy. Giang Khánh Quốc hừ lạnh một tiếng. Khi Giang Đông nghe thấy lời này, ông ta đột nhiên lộ ra vẻ khó tin, thậm chí có thể nói là kinh ngạc đến cực điểm. Sau đó ông ta nhìn đường vân, ông ta muốn xác nhận xem những gì Giang Khánh Quốc nói có phải là sự thật hay không đường vân bất lực thở dài gật đầu nói ra tất cả cảnh tượng lúc đó ông ta nhìn thấy những người trong phòng lập tức choáng váng không không phải như thế này mọi người nghe cháu giải thích nghe cháu nói tao sẽ giết mày đồ khốn nạn giang đông nhặt một cái gà tàn trên bàn định đập vào mặt giang giật hồng anh cả anh muốn làm gì ngoài cửa có một lão già khác đi tới đây là ông hai của nhà họ giang giang nam ông nội ông nội ông phải tin cháu, cháu thực sự không giết anh ấy. Giang giật hồng như tìm được cọng rơm cứu mạng. Em hai, đến bây giờ mà em vẫn muốn bảo vệ nó sao? Nó không chỉ giết giật phi, mà ngay cả Khánh Quốc nó cũng định giết luôn đấy. Giang đông hừ lạnh, bảo vệ nó ư. Anh cả, em chỉ có một hậu duệ thế này, con trai em mất rồi, bây giờ còn muốn em mất luôn cả cháu nội sao? Chẳng lẽ cháu của tôi không phải là người, nên chết hả? hai anh em già nua lập tức ẩm ý dù quan hệ tốt đến đâu gặp chuyện như vậy cũng sẽ xé nát mặt mọi chuyện còn chưa rõ ràng anh không thể quyết đoán bừa bãi như vậy giang nam hừ lạnh một tiếng nhưng khi ông ta vừa dứt lời kết quả giám định đến rồi ngoài cửa đột nhiên có một người vội vàng đi vào giang đông chộp lấy báo cáo thẩm định sau đó tức giận hét lên tự mình xem đi còn muốn ngụy biện sao giang nam cầm giấy báo nhận quả thật trên súng chỉ có dấu vân tay của Giang Giật Hồng. Mẹ kiếp! Bằng một tiếng súng vang lên, người vừa đi vào mang theo một khẩu súng, rõ ràng là đã được phân phó từ trước. thực sự không phải siết. Giang Giật Hồng sụi lơ nằm trên mặt đất, sắc mặt vẫn đầy vẻ bất bình và không thể tin được. nhưng anh ta không còn cơ hội phản bác nữa. khẩu súng trong tay Giang Khánh Quốc vừa bắn ra một tia lửa đã đâm thẳng vào tim anh ta. giờ phút này, anh ta chết không nhắm mắt. Giang, Khánh, Quốc. Tiếng gầm của Giang Nam vang vọng khắp đại sảnh. Nó đã giết chết con trai tôi." Giang Khánh Quốc lạnh lùng nói, "Ông ta chưa bao giờ là một người nhân từ, ai làm tổn thương ông ta, ông ta sẽ trả lại gấp 10 lần." Ngay cả khi họ có quan hệ huyết thống. "Được, tốt lắm." Giang Nam chế nhạo. "Các người cho rằng chỉ có cha con các người là có tiếng nói cuối cùng trong nhà họ Giang sao?" Giang Nam hoàn toàn mất trí, tiếng gầm của ông ta gần như đánh sập cả trần nhà đó là đứa cháu trai duy nhất của ông ta thế mà lại bị bắn chết trước mặt ông ta bọn họ có thể đi đến vị trí này không có một người nào là không tàn nhẫn qua một đêm nhà họ giang đã hoàn toàn náo loạn sự náo loạn này mới chỉ là bắt đầu thôi cho đến khi tin tức được tung ra toàn bộ yên kinh đều náo động và choáng váng chỉ qua một đêm đời thứ ba của nhà họ giang đều chết hết giang nam đã chuẩn bị liều mạng đứa cháu trai duy nhất đã chết cho dù có sống cũng không còn gì để mong đợi. Vì vậy, ông ta muốn kéo cả nhà họ Giang chôn cùng mình. Còn cha con Giang Đông đương nhiên cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Rõ ràng, thời gian tiếp theo nhà họ Giang sẽ bắt đầu một cuộc đấu đá nội bộ đẫm máu. Tin tức này như một quả bom trực tiếp làm nổ tung toàn bộ Yên Kinh. Dù sao thì đó cũng là nhà họ Giang mà, chỉ qua một đêm mà đã biến thành thế này khi thẩm tuấn trạch nghe được tin tức thì có chút sững sờ không phải lên kế hoạch định giết lạc tú sao bọn họ vốn vẫn đang chờ đợi tin tức về cái chết của lạc tú tại sao mọi chuyện lại đột nhiên trở nên như thế này sau một đêm im lặng sáng sớm lạc tú và thẩm nguyệt lan đã đi dạo trong công viên lý anh anh cũng dẫn một nhóm người lớn đến dù sao thì hai gia đình cũng không cách nhau quá xa lần này còn dẫn theo một thành viên thế hệ thứ ba của nhà họ thẩm lý giai di kinh ngạc nhìn lạc tú Đương nhiên cô ta cũng đến để xem Lạc Tú đã xảy ra chuyện gì hay chưa, hiển nhiên, Lạc Tú bây giờ vẫn ổn. Cô ta luôn cảm thấy có phải vận may của Lạc Tú rất tốt không? Theo suy đoán của họ, ngày hôm qua có thể Giang giật hồng định giết Lạc Tú, nhưng nhà họ Giang lại xảy ra chuyện. Vì vậy, Lạc Tú tạm thời tránh được một kiếp nạn. Và nếu không phải chuyện Giang giật hồng chết dưới tay Giang Khánh Quốc, Lý Giai Di sẽ tự hỏi liệu nó có liên quan gì đến Lạc Tú hay không? Nhưng những chuyện này, tất cả mọi người đều ngầm không đề cập tới, cũng không nói trước mặt thẩm Nguyệt Lan. Một nhóm người đi vòng quanh rồi ngồi xuống trong một đình nghỉ mát. Thẩm Nguyệt Lan nhìn một nhóm người già đang luyện thái cực quyền dưới gốc cây liễu và nói. chương 329, Tông Sư có lời mời. Anh ta tên là Thẩm Tuấn Tông, là con trai của lão tâm nhà họ Thẩm, từ nhỏ đã luyện võ và chăm chỉ luyện tập, giờ đã luyện ra nội kinh, thậm chí sẽ được tông sư cấp 4 trên thiên long bảng của hoa hạ nhận làm đồ đệ. Thành tích này cũng coi như không tệ trong mắt những người bình thường, thậm chí là trong một số gia tộc ở Yên Kinh. Nghe thấy thái độ khinh thường võ giả của Lạc Tú, đương nhiên nhiên giấy lên sự bất mãn trong lòng anh ta. Một số võ giả có thể làm tổn thương mọi người bằng cách hái lá bứt hoa. Họ mạnh mẽ như cửu nghiêu nhị hổ, thậm chí có thể dễ dàng đâm xuyên qua các tấm thép chưa kể một số võ giả thậm chí không bị tổn thương bởi những viên đạn. Thẩm Tuấn tông hiển nhiên coi thường lời nói của Lạc Tú, vì vậy đứng một bên nói. Nhưng Lạc Tú vẫn lắc đầu. Đây có thể gọi là đỉnh cao của nhân loại sao? Thế giới to lớn làm sao có thể như anh tưởng tượng được? Hừm, quên đi, đương nhiên với kiến thức của cậu cũng không thể đạt tới trình độ này. Thẩm Tuấn tông cũng lắc đầu không muốn cùng Lạc Tú tranh cãi, theo ý của anh ta, Lạc Tú luôn là người xuất thân từ thị trấn với kiến thức nông cạn và không hiểu biết gì về võ giả cả lạc tú thế giới võ giả đơn giản không phải như những gì anh có thể tưởng tượng đâu những người đó thực sự lợi hại hơn những người trong phim truyền hình võ thuật đấy lý giai di cũng nói lời nhận xét của lạc tú vừa rồi đã bộc lộ một khuyết điểm về kiến thức nông cạn của bản thân mà anh không hề hay biết nếu muốn nói về võ giả tôi càng quen thuộc hơn các người đấy lạc tú xua tay nhìn thấy lạc tú nói điều này thẩm tuấn tông lý gia di và những người khác đều lắc đầu rõ ràng là anh đang khoác lác mà sợ rằng võ thuật anh còn không biết ấy chứ thế mà dám mạnh miệng khoác lác hơn nữa thẩm tuấn tông là một võ giả người ta còn ngồi ở đây chẳng phải là đang múa dìu qua mắt thợ sao tuy nhiên điều này càng khiến thẩm tuấn tông không hài lòng hơn anh ta quyết tâm sẽ cho lạc tú bẽ mặt nghe lời cậu nói có vẻ như cậu thật sự ở trong vòng tròn võ giả nhỉ thẩm tuấn tông lạnh lùng nói không đợi lạc tú lên tiếng anh ta lại mở miệng nói tiếp vậy hãy nói cho tôi biết cậu đã học từ ai là môn hạ của tông sư nào thẩm tuấn tông nói một cách thách thức điều mà anh ta tự hào nhất lúc này là mình sắp được tông sư đứng thứ tư trong thiên long bảng thu nạp làm môn hạ vào lúc này có cơ hội thì đương nhiên anh ta sẽ mang ra khoác lác tôi cũng không tài giỏi gì, những sắp được Tông Sư đứng thứ tư trong thiên long bảng thu nạp làm môn hạ rồi đấy. Thẩm Tuấn Tông nói một lần nữa đầy tự hào. Ngay khi những lời này nói ra, ngoại trừ Lạc Tú, những người còn lại đều bị sốc. Nếu có quan hệ với Tông Sư, vậy thì địa vị của nhà họ Thẩm Tất Yếu sẽ tăng lên thêm một bậc thềm nhỏ. Điều quan trọng nhất là thế hệ thứ ba của nhà họ Thẩm, người nào cũng có một tương lai tươi sáng và đang phát triển vô cùng tốt trên mọi lĩnh vực cũng giống như thẩm tuấn tông này, nếu thực sự có thể được tông sư đứng thứ tư trong thiên long bảng thu nạp làm môn hạ, thì thành tựu sau này của anh ta sẽ là vô hạn. Ngay cả thẩm Nguyệt Lan cũng cảm thán, nhà họ thẩm bây giờ giống như mặt trời ban trưa, đặc biệt là thế hệ thứ ba, quả thật là có xu thế một bước lên mây. Lý Giai Di lắc đầu, nhìn lạc tú, sau đó nhìn thẩm Tuấn Tông, sự tương phản này quá rõ ràng. Anh Tuấn Tông, thật sự là vị đứng thứ tư trong thiên long bảng sao. Lý Giai Di nói với vẻ không tin. Cái này còn giả được sao? Thẩm Tuấn Tông nói một cách tự hào. Nếu là vị đứng thứ nhất thì còn tốt hơn nữa. Lý Giai Di lại nói. Người đứng thứ nhất trong thiên long bảng ở Hoa Hạ, theo truyền thuyết, đã bước vào cảnh giới siêu phàm. Có thể coi đây là sức chiến đấu cao nhất của dòng võ học Hoa Hạ, nghe đồn có thể giết người ở khoảng cách 100 mét, quả thật hơi kinh khủng. Hơn nữa vị đứng thứ nhất kia còn sống ở Yên Kinh. Đừng nói những người như vậy nhận anh làm đồ đệ, gặp mặt dù chỉ một lần thôi cũng khó rồi." Thẩm Tuấn Tông lắc đầu. "Đúng vậy, ngay cả ông nội Thẩm Thiên Quân cũng bị người ta chặn lại khi đích thân đến thăm mà." Lý Gia Di thở dài. "Hồi đó, Thẩm Thiên Quân đã đích thân mang lễ vật đến thăm nhưng người ta lại không cho khách vào nhà." Chuyện này đã từng là một trò cười của nhà họ Thẩm ở Yên Kinh, nhưng người ta thật sự có tư cách nói điều đó với Thẩm Thiên Quân nghe nói trên núi Bách Hoa sắp có bữa tiệc tông sư, bạn bè từ Liên minh châu Âu ở nước ngoài sẽ đến luận bàn với tông sư hoa hạ của chúng ta. Vị tông sư đứng thứ nhất và thứ hai của Thiên Long Bảng sẽ ra tay, và ngay cả sư phụ của tôi cũng sẽ đến xem trận chiến. Thẩm Tuấn Tông nói, bây giờ, cậu lại nói, cậu biết về võ giả nhiều hơn tôi ư. Thẩm Tuấn Tông đột nhiên thay đổi chủ đề và chỉ mũi rùi về phía Lạc Tú một lần nữa. Trình độ khác nhau, đương nhiên những gì anh nhìn thấy cũng khác nhau các người bàn luận về tông sư nhưng ở trong mắt tôi tông sư chẳng là cái gì cả lạc tú lắc đầu ngay khi những lời này nói xong sắc mặt của thẩm tuấn tông đột nhiên trở nên tối sầm ngay cả thẩm nguyệt lan cũng nháy mắt với lạc tú một điều như vậy sao có thể nói lung tung được chứ lạc tú anh không biết thì nói là không biết tại sao phải khoác lác như thế chứ lý giai di bất mãn nói hoang lác tới mức này đúng là hơi quá đáng. thật ra ngày hôm qua sau khi lạc tú được người phụ nữ đẹp nhất yên kinh mời khiêu vũ, thái độ của lý gia di đối với lạc tú đã thay đổi. mặc dù chỉ mời lạc tú khiêu vũ, nhưng điều đó không có nghĩa là có thêm bất kỳ mối quan hệ nào với lạc tú. nhưng dù sao thì ngay cả người đẹp số một ở yên kinh cũng mời lạc tú và còn làm nũng với lạc tú, chẳng lẽ mình thật sự nhìn nhầm sao? trên người lạc tú thật sự có gì đó mà mình không biết hoặc không nhìn thấy sao. Nhưng những lời lạc tú nói ra lúc này khiến chút hảo cảm có được từ ngày hôm qua của Lý Giai Di không sót lại thứ gì. Khổ khổ, ngay cả thẩm Nguyệt Lan cũng không khỏi ho khan hai lần, sắc mặt đỏ bừng, bà quyết định sau khi về nhà sẽ phải chỉnh đốn lại tên nhóc này mới được. thẩm Tuấn Tông lại liên tục cười khẩy, Tông Sư không là cái thá gì ư. Sao cậu không nói người đứng đầu thiên long bảng của hoa? Thẩm Tuấn Tông chưa nói hết lời, đột nhiên một người đàn ông mặc đồng phục luyện công màu đen cắt ngang lời nói của anh ta. Xin chào mọi người, xin hỏi Lạc Tú là vị nào? chương 330, cao thủ bậc nhất. Giờ khắc này, không nói đến những người khác, ngay cả Thẩm Tuấn Tông cũng hơi ngây ngẩn cả người. Lê Cửu mời Lạc Tú. Sao có thể như thế được? Chẳng lẽ Lạc Tú thật sự ở trong vòng tròn võ giả sao? Nhưng nghĩ lại thì không thể nào mà hơn nữa nhìn đôi tay của lạc tú trắng bóc non nớt trông giống đã từng luyện quyền ở điểm nào chứ vừa rồi anh ta đã để ý lạc tú đi đứng như người thường lúc hạ bàn không hề có cảm giác như đã từng luyện tập điều quan trọng nhất là ngay cả khi lạc tú ở trong vòng tròn của họ vậy thì sao sao có thể được lê cửu tông sư phái người đến mời chứ đó là người đứng đầu thiên long bảng của hoa hạ hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc mà ngay cả thẩm thiên quân của nhà họ thẩm đích thân đến thăm cũng bị từ chối. Người ta thậm chí còn nói rằng sư phụ của anh ta còn không nhận được sự đãi ngộ như vậy. Bây giờ lại cử người đến mời Lạc Tú. Điều này hoàn toàn không thực tế, Lý Giai Di cũng kinh ngạc nhìn Lạc Tú, từ khi nào mà Lạc Tú lại dính líu đến người đứng đầu thiên long bảng của Hoa Hạ chứ? Vừa rồi, một nhóm người vẫn đang chế giễu Lạc Tú, bây giờ họ thầm cảm thấy như bị thát vào mặt. Lạc Tú thật sự hiểu biết về võ giả sao? Nhưng sau đó, trong tích tắc, một nhóm người gần như hét lên. "Anh Lạc, nhà của tôi, bạn có biết trang truyện TRUMTRUEN.VN?" "Không đi, tôi không có hứng thú." Lạc Tú xua tay. "Không đi. Không có hứng thú." Lê Cửu đã phái người đến mời Lạc Tú, nhưng Lạc Tú lại từ chối. Rõ ràng người đàn ông kia không ngờ Lạc Tú sẽ từ chối, ngây ngẩn cả người trong một lúc tên nhóc thối, con nói bậy cái gì vậy? Thẩm Nguyệt Lan đột nhiên vỗ vai Lạc Tú. Đi đi, thần Nguyệt Lan có chút kích động, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất hãnh diện. Lê Cửu đã đích thân phái người đi mời, thế mà còn dám nói không đi trước mặt người ta. Đừng nói nhiều nữa, nhanh lên. Thẩm Nguyệt Lan kéo Lạc Tú đứng dậy, từ tận đáy lòng, bà không khỏi nghĩ rằng nếu Lê Cửu nhìn chúng Lạc Tú và nhận Lạc Tú làm đồ đệ thì tốt biết bao nhiêu. Lạc Tú bất lực nhìn mẹ mình, nếu trí nhớ của mẹ được khôi phục có lẽ bà đã không làm chuyện này sau khi lạc tú rời đi một đám người nhìn theo bóng lưng lạc tú anh tuấn tông anh nói xem lạc tú thực sự có liên quan đến lê cửu tông sư sao hay là chúng ta đã nhìn nhầm rồi lý giai di nói một cách không chắc chắn không thể nào cho dù lê cửu tìm cậu ta anh nghĩ cũng không phải chuyện gì tốt lành đâu thẩm tuấn tông lạnh lùng nói anh ta rất chắc chắn về điều này bởi vì nếu tông sư thực sự muốn nhận đồ đệ, rõ ràng lạc tú đã qua tuổi tốt nhất rồi. Suy cho cùng, các kỹ năng cơ bản phải được rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ. Lý Giai Di gật đầu, cô ta cũng cảm thấy chuyện này không như bọn họ nghĩ. Đó là một trang viên, thẩm Nguyệt Lan bị bỏ lại trên xe không đi theo. Sau khi lạc tú bước vào, có một người đàn ông đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây đa dưới trang viên, người đàn ông này thực ra đã ngoài 50 tuổi, nhưng trông giống như một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi. Và các cơ trên khắp cơ thể đang phồng lên và trông rất bùng nổ, như thể một con khủng long bạo chúa đang sống trong cơ thể vậy. Điều quan trọng nhất là ngay cả khi ngồi trong sân nhỏ này, lại giống như đang ngồi trên đỉnh núi sông, nhìn ra khắp núi non sông nước. Đây là người đứng đầu Thiên Long bảng của Hoa Hạ, Lê Cửu. Một cao thủ đã sớm bước vào hóa cảnh. "Ngồi đi." Lý Cửu chậm rãi nói với vẻ mặt lãnh đạm sau đó dùng tay chỉ vào ấm trà đầu ngón tay khẽ động một đạo nước từ từ bốc lên không trung chậm rãi bị kéo vào trong tách trà chiêu thức này rõ ràng hơi khiến người ta kinh ngạc nhưng đối với lạc tú đó là một trò lừa chỉ dành cho trẻ em mà thôi có chuyện gì không lạc tú không ngồi xuống mà là nhìn về phía lê cửu nếu không phải thẩm nguyệt lan ép anh tới anh thật sự không có hứng thú đi gặp người đứng đầu thiên long bảng của hoa hạ này rất can đảm lê cửu cười nhẹ Tuy nhiên, theo điều tra của tôi, mặc dù cậu cũng là cháu trai của Thẩm Thiên Quân nhà họ Thẩm, nhưng cậu không được chào đón trong nhà họ Thẩm và bị bỏ rơi. Mặc dù mẹ cậu, Thẩm Nguyệt Lan, được mệnh danh là nữ hoàng thương mại, nhưng chỉ vài ngày trước, tất cả tài sản của bà ấy đều bị mất sạch. Lê Cửu chậm rãi nói. Đó là tất cả những gì mà người ta có thể điều tra được về Lạc Tú, về phía Hải Đông, vì Lạc Tú đã đánh tiếng với Trương Đại sư nên không ai có thể điều tra ra được. Về phương diện quân đội, có Tổ Bửu Điền và Lâm Hóa Long nên đương nhiên cũng không có ai thăm dò được điều gì. Mặc dù Lê Cửu là người đứng đầu thiên long bảng của Hoa Hạ, nhưng so với Lạc Tú thì vẫn còn kém xa. Ông ta muốn điều tra Lạc Tú kỹ lưỡng thì vẫn chưa đủ tư cách, cũng không tra được bất cứ điều gì. Nhưng về phía nhà họ thẩm, việc điều tra Lê Cửu đã rất rõ ràng. Vậy mục đích ông điều tra tôi là gì? Tôi chỉ muốn xem cậu có xứng với con gái của tôi hay không lê cửu nói một cách đầy thách thức lê mỹ tư lạc tú cau mày không sai rất ít người biết nó ấy là con gái tôi kể cả ở yên kinh lê cửu nói lại vậy nên tôi hy vọng sau này cậu sẽ tránh xa con gái tôi ra lê cửu hướng ánh mắt về phía lạc tú đây là lần đầu tiên lê cửu nhìn lạc tú kể từ khi lạc tú vào cửa tuy nhiên ông ta chỉ nhìn lướt qua rồi thu hồi tầm mắt rõ ràng là lạc tú vẫn không thể lọt vào mắt ông ta Đương nhiên ông ta đã biết chuyện hôm qua Lê Mỹ Tư mời Lạc Tú khiêu vũ, cũng hỏi Lê Mỹ Tư, thái độ của Lê Mỹ Tư đối với Lạc Tú có phần ám muội. Tuy rằng không có thái độ rõ ràng, nhưng đã có phần chớm nở, cho nên Lê Cửu mới đi điều tra Lạc Tú. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 331, Cường Giả Châu Âu Đó không phải là ngỗ ngược, không phải là kiêu ngạo, tôi thực sự đã khá khiêm tốn rồi. Lạc Tú vẫn rất bình tĩnh. Có thể khi người khác đối mặt với cao thủ đứng thứ nhất thiên bảng của Hoa Hạ, chỉ riêng tên tuổi này, bọn họ sẽ kinh hãi, cư xử không đúng, thậm chí cảm thấy lo sợ bất an. Ngay cả một số đại lão của Yên Kinh cũng sẽ sợ, nhưng Lạc Tú lại không quan tâm. "Khiêm Tôn ư?" Lê Cửu khẽ cười. "Có lẽ là cậu mới đến Yên Kinh, hoặc có thể là ngé con không sợ hổ. Cậu rất giống tôi khi còn trẻ, nhưng chúng ta khác nhau. Khi tôi còn trẻ, tôi có vốn liếng để kiêu ngạo." Lê Cửu lại lần nữa chậm rãi nói. Và không đợi Lạc Tú kịp mở miệng, Lê Cửu tiếp tục nói. Những gì tôi vừa nói, cậu có thể cân nhắc một chút. Tôi không phản đối việc cậu ở bên con gái tôi, nhưng trước khi cậu có đủ thực lực, tốt hơn hết là cậu nên tránh xa con bé ra. Ngoài ra, tôi có thể cho cậu một cơ hội." Lê Cửu đột nhiên chuyển đề tài. "Tuy rằng cậu đã qua tuổi tập võ tốt nhất, nhưng tôi vẫn có thể thu nhận cậu làm đồ đệ, có thể phong cho cậu cái danh hiệu này." sau này cậu ở yên kinh cũng không có mấy người dám động vào cậu, bởi vì theo như tôi biết, thế hệ trẻ của nhà họ thẩm có vẻ không mấy thân thiện với cậu. lê cửu ngạo nghễ nói. người đàn ông bên cạnh đã yên lặng đứng nãy giờ, nhưng lúc này không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên lê cửu chủ động nói sẽ nhận ai đó làm đồ đệ. phải biết rằng, ngay cả khi không được dạy chút võ công nào, thì cái danh đồ đệ của lê cửu cũng đủ để lập tức nâng cao địa vị của bạn ở yên kinh lên nhiều cấp độ không thấp hơn thế hệ thứ ba của một gia tộc lớn nào đó. Thậm chí còn cao hơn, ngay cả những người quản lý của một số gia tộc lớn cũng có thể đối xử bình đẳng và lịch sự với bạn khi họ nhìn thấy bạn. Đây là một cơ hội rất lớn. Và Lê Cửu đương nhiên cũng nghĩ như vậy. Nhưng lời này lại khiến Lạc Tú hơi tức giận, anh lập tức nhướng mày. Sau đó quay người bước thẳng ra cửa. Tôi hy vọng một ngày nào đó ông sẽ không cảm thấy xấu hổ và đỏ mặt vì những gì ông đã nói với tôi ngày hôm nay. Lê Cửu sướng sờ một chút, chờ Lạc Tú đi xa mới phản ứng lại được. Được lắm tên nhóc, khi phách rất lớn. Còn kiêu ngạo đến mức ngay cả tôi cũng dám chế nhạo. Lê Cửu lúc này mới hơi kinh ngạc. Thật đáng tiếc, Lê Cửu thở dài một tiếng. Theo ý kiến của ông ta, không nghi ngờ gì nữa, Lạc Tú đã bỏ lỡ một cơ hội tốt rồi. Cơ hội này, ngay cả một số đại gia tộc có cầu xin cũng không được. Thậm chí không chỉ là thế hệ trẻ, ngay cả thế hệ trước có cầu cũng không được ví dụ như năm đó thẩm thiên quân cũng ôm mục đích này mà tới nhưng kết quả thì sao thế mà bây giờ lạc tú không chỉ giáp mặt từ chối mà ngay cả hành vi vừa rồi có thể thấy được lạc tú không hề có sự cân nhắc nào cả hơn nữa anh còn rất kiêu ngạo nói rằng sau này ông ta đừng có cảm thấy bẽ mặt xấu hổ đây chính là đang khinh thường ông ta sư phụ ngài muốn con dạy anh ta cách làm người không Người đàn ông đi đón Lạc Tú có chút bất mãn nói. Bởi vì anh ta cảm thấy câu nói của Lạc Tú lại bất kính với Lê Cửu. Quên đi, kệ cậu ta đi, tôi muốn xem cậu ta làm thế nào để tôi cảm thấy xấu hổ và đỏ mặt vì những gì đã nói. Lê Cửu cũng không phát cáu. Suy cho cùng, đây là người mà con gái ông ta thích, mặc dù ông ta cũng thấy lạ, vì con gái ông ta từ trước đến nay đều có ánh mắt rất cao. Không biết tại sao lại nhìn chúng tên nhóc này, nhưng chuyện trai gái thì ai có thể nói rõ được đâu chứ thẩm nguyệt lan năm đó cũng coi trời bằng vung không ai trong toàn bộ thế hệ trẻ yên kinh có thể lọt vào mắt xanh của bà ấy nhưng cuối cùng là lại nhìn chúng một người bình thường đến từ thị trấn nhưng thái độ vừa rồi của lạc tú thật sự là khiến lê cửu thất vọng thật ra hôm nay ông ta cho người gọi lạc tú đến điều này đã giải thích tất cả mọi thứ nhưng ai có thể nghĩ rằng tên nhóc này lại thiếu chuyên nghiệp như vậy mọi chuyện ở đó thế nào rồi lê cửu đột nhiên chuyển chủ đề nghe nói ba ngày trước cổ nhân cũng đã đến hắn vốn định đi gặp thiếu niên tông sư ở hoa đông trước nhưng xem ra lai lịch của vị đó quá lớn nhất thời mọi người đều không tìm được ngay cả tôi đi điều tra cũng bị người ta cảnh cáo người đàn ông kia nói cho nên hiện tại hắn đã trực tiếp đến yên kinh và đang chuẩn bị cho trận chiến hắn còn loan tin là muốn đánh bại tất cả các cao thủ ở hoa hạ đồ đề của lê cửu nói nhưng câu này rõ ràng có chút không chịu phục hai lê cửu thở dài một tiếng sư phụ chẳng lẽ ngài vi sư nói thật với cậu thật ra tôi cũng không có quá nhiều tự tin có thể nắm chắc phần thắng lê cửu hơi uể oải nói sao có thể như thế được ngôn tình hay con tin sư phụ sẽ bất khả chiến bại đồ đề của lê cửu nói nhưng cậu có biết xuất thân của hắn không lê cửu lộ ra vẻ u sầu nếu chỉ nói về võ thuật thì Vi sư không e ngại ai cả, thậm chí còn có niềm tin bất khả chiến bại, nhưng người đó ở EU không phải chỉ là một cao thủ võ thuật thuần túy. Nghe nói hắn không phải người phàm, Lê Cửu đương nhiên cũng đã điều tra sơ qua. Dù sao thì trận chiến này không phải là vấn đề tầm thường. Nếu người đến từ EU chỉ là một cao thủ võ thuật thuần túy thì còn được, nhưng nghe nói rằng trong huyết mạch của hắn có một thứ gì đó rất cổ quái, rất giống với quỷ hút máu trong truyền thuyết nếu đó là sự thật thì đúng là rắc rối bởi vì nếu tất cả mọi người đều là con người cho dù đối phương có là cao thủ hóa cảnh thì sao chứ nhưng nếu đối phương là quỷ hút máu rồi võ công truyền thừa được luyện đến hóa cảnh thì sẽ là phiền phức lớn vì bản thân quỷ hút máu đã là một trình độ cao hơn so với con người bình thường một tầng với thành tựu võ thuật của mình lê cửu thực sự không có nhiều tự tin nhưng lần này ông ta không thể không ra tay chương 332, bài vân trường. Sau khi Lạc Tú đưa Thẩm Nguyệt Lan về nhà, anh đã nghỉ ngơi ở nhà và trò chuyện với Thẩm Nguyệt Lan. Thẩm Nguyệt Lan không hỏi Lê Cửu tìm anh làm gì, bởi vì nhìn vẻ mặt của Lạc Tú, rõ ràng không phải chuyện tốt. Lạc Tú không giải thích với Thẩm Nguyệt Lan, có một số chuyện, càng giải thích thì càng phiền phức, tốt hơn là đợi một khoảng thời gian, đợi cho một hồn phách kia được chăm sóc tốt, trả lại cho Thẩm Nguyệt Lan, để mẹ tự khôi phục trí nhớ thì sẽ tốt hơn đối với lời nói của lê cửu thực ra lạc tú cũng không để tâm lắm nếu anh so đo quá mức không biết sẽ giết bao nhiêu người trong thiên hạ này không phù hợp với lòng giả của tiên tôn hơn nữa những lời nói của lê cửu không hề ảnh hưởng đến anh anh vẫn sẽ làm những gì anh nên làm nhưng nghĩ lại có lẽ lê mỹ tư cũng bị cha cô ấy chơi một vố nhưng điều khiến lạc tú ngạc nhiên là dường như lê mỹ tư không hề biết về chuyện này sáng sớm hôm sau cô ấy đã gọi điện cho lạc tú và rủ lạc tú đến núi bách hoa chơi tất nhiên lê mỹ tư cũng hào phóng thừa nhận rằng nếu có thể cô muốn nhờ lạc tú đi hỗ trợ chuyện bên nhà họ thẩm đã có trương đại sư hỗ trợ rồi dù sao mọi người đều không biết người giàu nhất là ai nhưng lúc này trương sư phụ người phát ngôn của người giàu nhất đã bị người ta tìm thấy vì vậy lạc tú quả thực là rảnh rỗi trong hai ngày này anh đã dứt khoát đồng ý. Núi Bách Hoa bao quanh bởi mây và sương mù, lạc tú đến hơi muộn, khi đến đây, Lê Mỹ Tư đã đợi rất lâu rồi. Chúng ta lên trước đi, sắp bắt đầu rồi, Lê Mỹ Tư vội vàng nói. Dù sao đây cũng là trận chiến quyết định của cha, cô ấy không thể không quan tâm. Trận chiến quyết định hôm nay, không có nhiều người đến. Nhưng những người đến đều là những nhân vật có tiếng tăm trong dòng dõi võ lâm hơn một chục nhân vật cấp bậc tông sư từ khắp mọi miền đất nước đã đến tham dự những người khác sẽ bị chặn lại ngay cả khi họ muốn đến suy cho cùng kết quả hôm nay có liên quan rất nhiều nếu không ổn thì sẽ dẫn đến cái gọi là thảm họa võ lâm ý đồ của người đến từ liên minh châu âu quá rõ ràng lại lười thách thức từng người một nên đã trực tiếp thách đấu với cao thủ hàng đầu thiên bảng của hoa hạ nếu thắng chẳng những hoa hạ mất mặt kế tiếp e rằng toàn bộ võ lâm hoa hạ sẽ bị diễu cợt chế nhạo, sẽ bị dẫm nát dưới chân người ta. Ngoại trừ Lâm Hóa Long không thể đến vì thân phận đặc biệt của mình, hầu hết những người khác trong thiên bảng đều đến. Vào cửa núi, đã có rất nhiều người canh gác giới nghiêm, người vào nhất định phải có giấy mời. Tất nhiên, là con gái của cao thủ thứ nhất trên thiên bảng hoa hạ, Lê Mỹ Tư phải có đặc quyền, vì vậy cô ấy đã đưa Lạc Tú đi lên. Trên đỉnh núi lúc này cũng chỉ có khoảng trăm người, nhưng phần lớn đều xuất thân từ võ lâm, ít có người nhà như Lê Mỹ Tư. Có rất nhiều tông sư ở Đông Bắc, Vân Nam, Hồ Bắc, Hà Bắc. Các đại lão từ mọi tầng lớp đều tụ tập về đây, và mỗi người trong số họ đều là những đại lão nổi tiếng, dậm chân một cái cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Nhưng lúc này, bọn họ đang đứng cách đó khoảng 100 mét, tạo thành một vòng tròn, yên lặng quan sát, Lê Mỹ Tư và Lạc Tú chọn một nơi tương đối ít người. Tuy nhiên, bên cạnh vẫn có một lão nhân mặc đồ luyện công, lão nhân có sắc mặt hồng hào hơi thở dài hiển nhiên cũng là một cao thủ nhưng hiện tại ông ta đang nhìn chằm chằm hai bóng người đang đánh nhau trên sân rõ ràng trận chiến đã bắt đầu một trong những bóng người kia là một ông già tóc dài búi tóc cao trông rất có tư thái của một cao thủ giang hồ bộ râu dài một thước tung bay trong gió động tác tao nhã tựa như hạc hoang trên mây kinh phong bắn ra bốn phía mấy cây đại thụ xung quanh đều bị cắt đứt người còn lại khiến cho người ta cảm thấy hơi kinh ngạc, tóc vàng mắt xanh, nhìn chừng 40 tuổi, mặc vest chỉnh tề, giống như một quý ông lịch lãm. Nhưng ở thời điểm này, hắn ta lại liên tục tháo chạy, không ngừng né tránh. Tốt lắm! Xung quanh có tiếng vỗ tay vang lên. Lão già kia chính là Dư Hành Hạc, đứng thứ hai trong thiên bảng, nghe đồn là một đôi tay có thể đỡ lấy viên đạn. Với thân pháp phóng khoáng, đó là người đã thực sự luyện được công phu đạp tuyết vô ngân rõ ràng lão già này cũng là bán bộ hóa cảnh, mỗi chiêu thức, mỗi chiêu thức đều có cảm giác tự nhiên. Thế công kích khi thì giống như thủy chiều kéo dài không dứt, khi thì lại giống như sóng dữ dâng trào, có cảm giác rời núi lấp biển. khi khua tay múa chân, đòn đánh nhanh như chớp khiến người ta hoa mắt, phòng ngự kín kẽ, không có kẽ hở. lạc đại sa, họ có chuyện gì vậy? lê mỹ tư hoàn toàn không hiểu, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. cao thủ chân chính so chiêu, người bình thường không thể nhìn rõ quá nhanh, trong mắt Lê Mỹ Tư chỉ có hai bóng người như ma chơi, lúc cao lúc thấp, ngoại trừ hai bóng đen kia thì không thấy rõ thứ gì cả. Cho nên nghe thấy có người trầm trồ tán thưởng, đương nhiên sẽ tò mò hỏi. Lão già kia sắp thua rồi, Lạc Tú lắc đầu, thanh âm không lớn, nhưng là bị lão nhân bên cạnh đám người Lạc Tú nghe thấy. Ông ta là một tông sư đến từ Quảng Tây, hiệu là Lão Kim, cũng là hạng người có tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, khi còn trẻ thì một kỹ năng kim đao có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Hầu như không ai có mặt ở đây là không biết ông ta, vì bối phận của ông ta rất cao, ông ta đã đến trăm tuổi rồi. Cậu nhóc, xem không hiểu thì đừng nói lung tung, tuyệt kỹ của Dư Hành Hạc là bài phong trưởng còn chưa được thi triển, thế mà cũng đã áp chế con chó săn và ngoại quốc kia thoái lui, sao có thể thua được chứ? Giọng nói của Lão Kim thể hiện sự không hài lòng. Tuy nhiên, Lạc Tú cũng không tranh cãi với Lão Kim này, dư hành hạc là cao thủ đứng thứ hai trong thiên bảng của hoa hạ mặc dù lúc này dường như ông ta đang chiếm thế thượng phong nhưng trên thực tế lạc tú có thể nhìn ra tên cao thủ ngoại quốc kia không hề nghiêm túc chút nào chỉ là đùa giỡn với dư hành hạc thôi tuy có vẻ là một tình huống nguy hiểm nhưng trên thực tế nó hoàn toàn dễ thực hiện quả nhiên đối phương đột nhiên mỉm cười và nói được rồi khởi động kết thúc Vừa dứt lời, người đàn ông đột nhiên đưa tay ra chộp lấy Dư Hành Hạc nhanh như chớp. Dư Hành Hạc vốn dĩ đang chiếm thế thượng phong, nhưng móng vuốt này đến quá nhanh và quá đột một, nên Dư Hành Hạc cười khẩy một tiếng, thu hết nội lực rồi tung một trường ra. Đây là Tuyệt Kỹ Bài Vân trưởng của ông ta. Ầm, uhm, giống như đạn nổ, uy lực mạnh đến mức làm nổ tung cả không khí. Chương 333, còn ai nữa? Giữa hiện trường, một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh da trắng giống như một cái xác, không có một chút máu. Lúc này, hắn đang lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng và đang lau vết máu trên tay mình. Các động tác thanh lịch đến cực điểm, thể hiện phong thái của một nhà quý tộc một cách sắc sảo và sống động. Thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn dư hành hạc, cứ như thể trận chiến bùng nổ vừa rồi thực sự chỉ là một màn khởi động. Lần này, khán giả được một phen kinh hoàng. Dù sao đó cũng là cao thủ đứng thứ hai trong thiên bảng của Hoa Hạ bây giờ chỉ mới một chiêu đã bị đánh bại. Sư hành hạc, đó là một cao thủ thậm chí còn mạnh hơn Lâm Hóa Long, đặc biệt là bài vân trưởng, thật sự không nói khoác, sư hành hạc đã từng tập võ ở Thiên Trì Thiên Sơn, đánh một trưởng về phía bầu trời đã thật sự đánh tan cả một áng mây. Uy lực mạnh mẽ như thế nào mới có thể tạo ra sức gió đánh tan cả đám mây chứ? Điều này đủ cho thấy thực lực của vị cao thủ này, bây giờ không những đã thua mà còn bị người ta chế nhạo người nước ngoài này thực sự có sức mạnh như vậy sao lúc này lê cửu chậm rãi đi về phía gilert ông gilert đúng là rất lợi hại tôi đã đánh giá thấp ông rồi tôi không nên để dư hành hạc thăm dò ông trước tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông nhưng nếu ông thua hãy giao lại môn võ mà ông đã luyện tập và để tôi mang nó về nước gilert chậm rãi nói ngay khi những lời này phát ra tất cả mọi người có mặt đều lấy làm kinh ngạc cái gì mơ tưởng không biết xấu hổ. Tôi biết các ông sẽ không đồng ý, cho nên tôi có một đề nghị khác. Nếu các người không giao cho tôi, tôi sẽ khiêu chiến từng người một, giết hết các người. Tôi không biết các người đã chọn Mục Sư và Nghĩa Trang cho mình chưa. Ghi lớt nói một cách rất đắc ý. Ông quá kiêu ngạo rồi, ông Ghi Lớt. Lê Cửu khó chịu vì lời nói của Ghi lớt. Tôi chỉ đang trình bày quan điểm của mình và nói sự thật thôi. Ghi lớt giang tay và nhún vai, trông rất thở ơ vậy thì tới đi lê cửu dẫm trên mặt đất sức lực lớn đến mức khiến cho toàn bộ núi bách hoa đều chấn động giống như có động đất anh lạc cha tôi có thể thắng được không lê mỹ tư nói với vẻ lo lắng không thể thắng lạc tú lắc đầu này nhóc con rốt cuộc cậu là ai từ khi cậu tới tôi chưa từng thấy cậu nói một lời tốt đẹp gia tăng trí khí của người khác mà hủy hoại uy phong của chính mình còn chưa đấu sao cậu biết không thể thắng hả hơn nữa đó là cao thủ đứng thứ nhất thiên bảng của hoa hạ đấy lão kim ở bên cạnh hoàn toàn bị chọc giận toàn thân run lên vì tức giận dù sao thì ai nghe được câu này cũng đều sẽ không vui một tên nhóc như cậu mà cũng dám nói khoác cậu nhìn là biết hết sao lão kim khinh thường nhìn lạc tú ông ta cũng là một tiền bối nổi tiếng thậm chí ông ta còn không hiểu được tình hình hiện tại thế mà một tên nhóc chưa mọc hết lông lại từ tiện bình phẩm trước mặt ông ta đương nhiên sẽ khiến ông ta tức điên lên không thắng được thì nói không thắng được tranh lệch thực lực quá lớn không phải nói mấy câu tốt đẹp là ông ta có thể thắng tranh lệch thực lực ư lão kim cười khẩy một tiếng cậu có thể thấy sự tranh lệch thực lực của họ ư ngay cả tôi cũng không nhìn ra cậu mới bao nhiêu tuổi chứ thế mà còn dám phán đoán về tranh lệch thực lực ư giọng của lão kim cố tình cao lên đương nhiên một số người xung quanh đều chuyển sự chú ý của họ sang Lạc Tú. Ngay lập tức, nhiều người nhìn Lạc Tú với vẻ mặt không hài lòng. Lạc Tú cũng không nói nữa. Tên Ghi Lớt và Thẩm Tuấn Phong có phần giống nhau, cũng là nửa người nửa quỷ, Lạc Tú đoán như thế. Điều này cũng có liên quan đến trò chơi kinh dị đó. Trong trò chơi đó, bạn có thể đã hoàn thành nhiệm vụ và bạn có thể nhận được một số phần thưởng, chẳng hạn như huyết mạch của quỷ hút máu, v, v, nhưng hiện tại, khi hai người có sức mạnh tương đương, nhất định là ghi lớt cũng phải có lợi thế hơn, dù sao cũng có phần thưởng là huyết mạch của quỷ hút máu. Lão Kim vừa định nói thêm vài lời, nhưng bên kia đã bắt đầu rồi. Xuất bi thủ. Ngay khi Lê Cửu tiến lên, ông ta đã sử dụng một loại tuyệt kỹ, rõ ràng là có ý định nhanh chóng kết thúc trận chiến. Lê Cửu không hổ là cao thủ đứng thứ nhất thiên bảng của Hoa Hạ, thế mà lại có thể ngưng hết nội kinh thành một dạng có thể nhìn thấy bằng mắt thường một hư ảnh như tấm bia từ trên trời rơi xuống tấm bia mang khí thức cổ xưa khí thế dày đặc như núi bùm khói bụi bay đầy trời toàn bộ đỉnh núi giống như bị động đất mặt đất xung chuyển nhiều nơi bị sụp ra một hố sâu lực đạo quá lớn thực sự giống như một ngọn núi bị đập xuống nhưng rõ ràng là không đánh chúng lê cửu đã đánh giá thấp tốc độ của đối phương tấm bia biến mất hình bóng của gilert như một bóng ma hoàn toàn không thể nắm bắt được ông Lê đúng là có thủ đoạn tốt. Đột nhiên, một cái móng chân chia ra từ phía sau, chiếc móng đen như mực ánh lên ánh sáng lạnh. Lê cửu vung tay đánh ông ta một trường. Keng! Một âm thanh vang lên như tiếng kim loại va vào nhau, phát ra âm thanh chát chúa. Điều này thật sự quá mức khủng bố. Trong tích tắc, hai người quấn nhau chiến đấu, mỗi đòn đều có tiếng nổ vang trời, mỗi đòn đều có cảm giác rung chuyển mặt đất. Cuối cùng, Lê Cửu giận dữ hét lên, từng đạo kiếm khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường quét qua tứ phía. Một số tảng đá bị cắt đôi như đậu phụ. Trận chiến trở nên căng thẳng tột độ. Với khí thế ngưng kiếm, nếu đặt vào thời cổ đại, nó sẽ được gọi là huyền thoại võ lâm. Gào. Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên, đây là quyền pháp ngũ hành. Rõ ràng Lê Cửu đã có được chân truyền, uy thế như mãnh hổ, nội kinh hóa thành mãnh hổ lao thẳng về phía ghi lớt, khí thế không thua gì một khẩu súng thần công thực sự nhưng thật không may gilert đã chống cự lại cú đánh đó một cách khó khăn mặc dù bị sốc đến mức máu trào ra khóe miệng nhưng hắn ta vẫn lao móng vuốt tới móng vuốt đó rất kỳ lạ khi đánh tới lê cửu lập tức cảm thấy hơi choáng váng và không thể nhìn rõ gì nữa không đúng không phải võ đạo lê cửu dùng sức cắn lưỡi phát hiện ra manh mối nhưng đã quá muộn một tiếng đâm vang lên lê cửu bị đánh văng ra ngoài trên ngực có một vết thương dỉ máu nội kinh hộ thể hoàn toàn không cản được móng vuốt của đối phương. Ông thua rồi, ghi Lớt không quan tâm chút nào. chương 334, sự tôn trọng. Tiếng kêu gào của ghi Lớt khiến tất cả mọi người có mặt đều nắm chặt tay, nhưng lại không dám tiến lên. Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, đôi khi, người ta chỉ có thể dám tức giận chứ không thể nói gì. Chuyện ra đấu. Làm sao, ghi Lớt nhìn lê cửu với vẻ chế nhạo. Hoặc là đưa cho tôi, hoặc là tôi sẽ giết sạch bọn họ đây là sự đàn áp lại càng là điều sỉ nhục cao thủ đứng thứ nhất thiên bảng của hoa hạ đã bị đánh bại một khi tin tức này truyền ra e là sẽ bị cả thế giới chê cười trừ khi có thể mời một người tu pháp lợi hại đến nhưng người tu pháp thật sự rất khó tìm họ ít khi quan tâm đến thế giới trần tục đi đâu mà tìm đây chứ lê cửu đang do dự hừm thật sự cho rằng hoa hạ tôi không còn người nữa sao vị tông sư của tỉnh Sơn Tây hừ lạnh tiến lên một bước. Tôi đến lĩnh giáo tuyệt học của ngài. Trở về đi, Lê Cửu đột nhiên quay người hô to một tiếng. Sự khác biệt giữa tông sư và hóa cảnh là một trời một vực. Hơn nữa tên ghi lất này còn là một người tu pháp. Mặc dù Lê Cửu đã hét lên nhưng đã quá muộn. Ghi lất nở nụ cười khinh thường, đột nhiên tung ra một trường giống như đạn pháo bắn vào không khí. Âm, uhm, pháo khí vô hình lập tức đánh trúng vị tông sư kia, vị tông sư đó lập tức nổ tung trong tích tắc. Máu tươi đổ đầy trên mặt đất. Cả hiện trường im lặng như tờ. Đây là loại sức mạnh gì chứ? Dĩ nhiên là đã xuất thần nhập hóa, ngay cả một tông sư cũng không đỡ được một chiêu. Giao ra gia hoặc chết, ghi lớt chậm rãi đi về phía lê cửu, vẫn duy trì phong thái quý ông tao nhã, nhưng rõ ràng hắn ta đã mất đi sự kiên nhẫn cuối cùng và sẵn sàng giết người. Lê Tông Sư, tôi thà chết còn hơn để người khác nhìn trộm truyền thừa của chúng ta đây là thứ do tổ tiên để lại làm sao có thể dễ dàng truyền bá ra ngoài chứ hôm nay cùng lắm thì mọi người đều chôn vùi ở đây thôi nhiều người lần lượt bày tỏ ý kiến dù sao cũng là đại lão một phương kiên cường khí khái hoàn toàn không để bản thân chịu uất ức vậy thì đừng trách tôi chờ đã đột nhiên một giọng nói hơi non nớt trầm thấp vang lên mọi người nhìn quanh để tìm chỉ thấy một thanh niên với vẻ mặt thư thái, đứng ở ngoại vi ngập điếu thuốc, lúc này mới thở ra một vòng khói, nhưng không có vẻ gì là căng thẳng trong bầu không khí nguy hiểm này cả. Tôi sẽ cho ông một cơ hội, đi ngay bây giờ vẫn còn kịp. Lạc Tú chậm rãi nói. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, những người khác đều sửng sốt, đặc biệt là Lão Kim đang đứng bên cạnh Lạc Tú, nhìn Lạc Tú với vẻ không tin. Người trẻ tuổi của Hoa Hạ đều lỗ mãng như vậy sao? gilert cũng nhìn về phía lạc tú nhưng sau khi phát hiện chính là lạc tú vừa nói chuyện hắn ta liền cảm thấy như bị sỉ nhục dù sao vừa rồi hắn ta đã đánh bại cả kẻ mạnh nhất ở đây chẳng lẽ không nên cho hắn ta chút tôn trọng đối với một kẻ mạnh sao khi lê cửu nhìn thấy chính là lạc tú nói những lời này trong lòng có chút sốt ruột vừa muốn mở miệng nói một tiếng nhưng lạc tú lại nói tiếp xem ra ông không định trở về đúng không lạc tú tùy ý ném tàn thuốc còn dở xuống đất sau đó đi về phía ghi lớt. Trở về đi, cậu ở đây làm gì? Lê Cửu hét lớn lên. Mặc dù hôm qua đã cảnh cáo Lạc Tú, nhưng ông ta vẫn luôn coi Lạc Tú là một hậu bối, không có ác ý gì. Nhìn thấy Lạc Tú đi về phía trước vào lúc này, ông ta đương nhiên muốn ngăn Lạc Tú lại. Đến đây để cứu ông, Lạc Tú chỉ vào Lê Mỹ Tư, ý nói rằng Lê Mỹ Tư đã nhờ Lạc Tú giải cứu ông ta. Làm càn, còn không mau trở về đi, Lê Cửu lại hét lên. Người trẻ tuổi, cậu mau trở về đi. Lão Kim cũng từ phía sau hét lên, tuy rằng vừa rồi không hài lòng với lời nói và việc làm của Lạc Tú, nhưng dù sao đều là người hoa hạ, đều là người một nhà, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn thiếu niên này đi chịu chết được. Cậu không hiểu bản thân đang làm cái gì hả? Lê Cửu hơi sốt ruột. Tông sư đến đây đều bị một trưởng đánh bại, ngay cả ông ta được xưng là cao thủ đứng thứ nhất thiên bảng cũng không đánh lại đối phương, sao cậu ta có thể kiêu ngạo nói đến cứu mình chứ? hiện tại có rất nhiều nhân vật cấp tông sư rất nhiều cao thủ đều không tiến lên vậy mà lạc tú lại đứng ra sao với thân thủ của gilert e rằng một ngón tay có thể đánh anh nát bấy cậu trai cậu vẫn còn trẻ cuộc sống tương lai còn dài đừng phạm sai lầm lão kim hét lên từ phía sau ông gilert cậu ta chỉ là một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện lê cửu lại nói ông ta thực sự sợ gilert sẽ đột nhiên động thủ đến lúc đó ngay cả ông ta cũng không thể cứu được Lạc Tú. Dù chỉ là một đứa trẻ nhưng cậu ta vừa làm nhục tôi vừa không tôn trọng kẻ mạnh. gilert lớt lúc này đã sẵn sàng ra tay lập uy. Nhìn thấy một cậu nhóc còn chưa mọc hết lông, lại dám nói khoác mà không biết ngưỡng như vậy, trong lòng ông ta đương nhiên có chút tức giận. Kính trọng với kẻ mạnh ư, Lạc Tú hỏi ngược lại. Không tồn tại, trên đời này coi trọng loại chuyện này là không thể. Lạc Tú lắc đầu, vẫn rất thản nhiên bởi vì ông không có tư cách được tôi coi trọng ông cũng không xứng mày muốn chết hả cơn giận của gilert đã tới đỉnh điểm ông ta đã hoàn toàn nổi giận lê cửu kinh ngạc nhìn lạc tú xong rồi hôm nay lạc tú nhất định sẽ phải chết ngay cả ông ta cũng không dám nói chuyện với gilert như thế vậy mà lạc tú lại dám khinh thường hắn ta ngày hôm qua cậu điên cuồng với tôi kiêu ngạo với tôi tôi có thể coi cậu như hậu bối mà không chấp nhận cậu nhưng hôm nay cậu điên cuồng với cả Gilert, cậu ngại chết chưa đủ nhanh sao? Và biểu cảm của những người khác có mặt ở đây cũng thay đổi, đây không phải là can đảm mà là ngu ngốc. Làm sao lại có một tên lỗ mãng như vậy chứ? Nhưng đã quá muộn, Gilert đã muốn động thủ rồi. Xuất hiện trước mặt Lạc Tú nhanh như chấp, hắn ta không muốn tát chết thanh niên trước mặt, trước tiên phải dạy cho thiếu niên này một bài học, bình tĩnh mà giết. Chương 335, tôi chính là Lạc Vô Cực gilert sờ vào má của mình một cách hoài nghi cảm giác bỏng rát ở đó cho hắn ta biết rằng chính hắn ta là người bị đánh vừa rồi lê cửu kinh ngạc nhìn cảnh này trong mắt cũng lộ ra vẻ khó tin gilert mạnh như thế nào hắn ta biết rõ hơn ai hết thế mà bây giờ hắn ta bị lạc tú tát bay ra ngoài lão kim cũng kinh ngạc nhìn lạc tú vẻ mặt không thể tin nổi thanh niên này thanh niên này là cao thủ sao đột nhiên lão kim nhớ đến những lời bình luận của lạc tú khi anh đang xem trận chiến có vẻ như vừa rồi người ta không hề nói lung tung mỗi một câu đều ứng nghiệm nhưng người trẻ tuổi lợi hại như vậy lão kim thật sự không thể nghĩ ra được là ai cả vị tông sư trẻ tuổi đến từ hoa đông ư cũng không đúng nghe nói vị đó là tông sư nhiều nhất cũng là bán bộ hóa cảnh nhưng thực lực của lạc tú bày ra lúc nãy làm sao có thể so sánh với bán bộ hóa cảnh chứ thậm chí đến hóa cảnh cũng không thể so sánh được. Ghi Lớt từ từ đứng lên dựa vào tảng đá vỡ vụn. Máu chảy ra từ khóe miệng nhỏ giọt trên mặt đất, tích tắc liên tục rơi xuống. Ông bảo tôi phải tôn trọng ông ư. Bùm! Lạc tú đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ghi Lớt, nhanh đến mức mọi người đều không thể nhìn thấy rõ ràng, giống như trong một cái nháy mắt, lạc tú đã trực tiếp vượt qua chướng ngại vật của không gian mà đến. Ngay lập tức, một bàn chân to lớn dẫm lên người ghi Lớt nơi đó giống như bị nổ tung, âm thanh rung chuyển chín tầng mây, giống như sấm sét giữa ban ngày. Bùn đất văng tung tóe khiến nhiều tông sư phải dướn người ra chặn, nhưng bùn bắn lên chúng người khiến những người này suýt loạn choạng. Tôn trọng, bây giờ ông nói cho tôi biết, ông có còn xứng đáng với sự tôn trọng của tôi không? Lạc tú dẫm lên người ghi lớt như dẫm một con kiến. Ghi lớt lúc này đang trào ra những giọt nước mắt đau đớn, cơ thể của hắn ta đã bị biến đổi bởi huyết mạch của quỷ hút máu, xương cốt đã cứng như thép nhưng bây giờ hắn ta lại cảm thấy tất cả các xương trong cơ thể của mình như bị chặt đứt à khi lớt dùng hết sức lực dùng móng vuốt túm lấy đùi của lạc Tú như một con thú bị thương nhưng tia lửa bắn ra xung quanh nhưng ngay cả lớp cương khí hộ thể của lạc Tú cũng không thể phá vỡ tôi cho ông biết tôn trọng là gì lạc Tú nhấc chân lên rồi lại dẫm xuống lần nữa đột nhiên cả mặt đất sung chuyển kịch liệt có cảm giác như đất sung núi chuyển khiến người ta không thể đứng vững tôi cho ông biết tôn trọng là gì. Lạc Tú lại đạp thêm một cước. Bùm, còn muốn coi trọng không? Bùm, Lạc Tú liên tiếp dẫm xuống lần, Lê Cửu và những người khác cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Quá hung bạo, quá kinh người, giống như một mãnh thú dẫm lên người. Loại sức mạnh này chỉ đơn giản là vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, vừa rồi ghi lất còn kiêu ngạo và độc đoán, khi phách ngập trời, nhưng bây giờ Lạc Tú đã dẫm lên hắn ta như một con chó chết. Có thể nói, Lạc Tú đã trực tiếp gây chấn động trái tim của mỗi người bọn họ vào lúc này. Khi Lạc Tú dừng lại thì Ghi Lớt đã không còn hình dạng con người nữa, nếu không mang trong mình huyết mạch của huyết tộc, nếu là người thường, e rằng bây giờ đã chết rồi. Tôi không muốn nữa, cậu có thể không tôn trọng tôi, tôi thua, tôi đầu hàng, tôi nhận thua, đừng dẫm nữa. Ghi rên rỉ liên tục, hắn ta thật sự bị Lạc Tú đánh đến phát sợ. Loại thực lực này nhất định gần ngang với cấp bá tước, thực lực của cao thủ huyết tộc chân chính không phải thứ mà hắn ta có thể chống lại. Đã quá muộn rồi, Lạc Tú cười khẩy một tiếng. Ý cậu là gì, cậu định giết tôi ư, ừ, ghi lớt cả kinh. Vừa rồi tôi đã cho ông một cơ hội. Nếu cậu dám giết tôi, bá tước nhất định sẽ đích thân đến giết cậu. Cậu đang tuyên chiến với cường giả phương Tây đấy, ghi lớt đe dọa. Tuyên chiến thì tuyên chiến, tôi không quan tâm. Lạc Tú thực sự không quan tâm, ngược lại anh cũng muốn xem những cường giả phương Tây đó mạnh đến mức nào. Cậu không sợ gây ra chiến tranh thế giới sao? Ghi lớt hét lên, loại chiến tranh thế giới này đương nhiên không phải loại chiến tranh thế giới sung ống dành cho người bình thường. Đó là những trận chiến giữa những vượt quá người bình thường. Âm, um, lần này Lạc Tú không cho hắn ta thêm một cơ hội nào nữa, trực tiếp dẫm mạnh xuống, dẫm nát ghi lớt. Máu tươi chảy ra giàn ruộng, nhuộm đỏ cả bùn đất màu đen vị cường giả phương Tây này đã từng nói sẽ quét sạch các cao thủ hoa hạ, đã trực tiếp bị dẫm chết. Cùng lúc đó, trong một lâu đài cổ khổng lồ ở châu Âu, một chiếc quan tài màu đỏ được đặt bên cạnh một tiền sảnh khổng lồ, trong quan tài có rất nhiều con rơi treo ngược. Đột nhiên một trong những con rơi rơi xuống. Ai, ai dám giết sứ giả của tao? Trên núi Bách Hoa, Lê Mỹ Tư vội vàng chạy tới đỡ Lê Cửu lên, lúc này Lê Cửu đã xấu hổ đến cực điểm lê mỹ tư hiển nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra lúc này cô ấy rõ ràng định giúp cha mình đến cảm ơn lạc tú nhưng lê cửu bây giờ cảm thấy xấu hổ không còn mặt mũi nào nhìn lạc tú nghĩ đến những gì ông ta nói ngày hôm qua lê cửu hận không thể lập tức giả bộ mất đi đã một đống tuổi thế này đây là lần đầu tiên ông ta cảm thấy mặt đỏ tía tai như vậy thế mà ông ta còn đòi thu nhận người ta làm đồ đệ cho người ta một cơ hội nữa chứ giờ nghĩ lại khi mình nói những lời này trước mặt người ta e là người ta sẽ nghĩ mình giống như một kẻ thiểu năng một kẻ ngốc đúng không chưa nói đến việc thu nhận người ta làm đồ đệ mà ngay cả bảo người ta thu nhận mình làm đồ đệ sợ là cũng không đủ tư cách nhưng sợ cái gì thì cái đó đến làm sao thế ông còn muốn nhận tôi làm đồ đệ sao lạc tú trêu ghẹo nói trong phút chốc lê cửu thật sự muốn chui đầu vào đất thật quá xấu hổ ngay cả lê mỹ tư cũng sướng sờ kinh ngạc nhìn cha mình. "Cha, cha đã tìm Lạc Đại ca sao?" Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 336, Sương Tôn ở Hoa Hạ. "Cái gì? Cậu chính là Lạc vô cực ư?" Mọi người kinh ngạc nhìn Lạc Tú. Tất cả các đại lão và tông sư đến từ mọi tầng lớp xã hội đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ nghe nói vị thiếu niên tông sư ở Hoa Đông kia là bất khả chiến bại, nhưng nếu người trước mặt thì làm sao có thể miêu tả là tông sư được chứ? Và sau trận chiến ngày hôm nay, e rằng ba chữ Lạc Vô Cực không chỉ vang danh ở Hoa Đông, mà là toàn bộ Hoa Hạ. Những người có mặt ở đây đều là cao thủ, họ đã tận mắt chứng kiến sức chiến đấu của Lạc Tú. Giờ phút này nghe nói Lạc Tú chính là Lạc Vô Cực, mọi người lập tức vây quanh chào hỏi. Sau ngày hôm nay, Lạc Phi Tôn sẽ được kính trọng ở Hoa Hạ. Cái tên Lạc Vô Cực sẽ xuất hiện trên thiên bảng. Tin tức này lan truyền quá nhanh, dù sao thì cũng chính là cái đại lão từ mọi tầng lớp xã hội đã đích thân tung ra tin tức. Cao thủ đứng thứ nhất thiên bảng đã được thay thế. Vị thiếu niên tông sư đến từ Hoa Đông, với khả năng bất khả chiến bại của mình, đã trực tiếp trở thành cao thủ đứng thứ nhất thiên bảng. Thiên bảng đã không thay đổi trong hơn 10 năm qua, rốt cuộc đến hôm nay cũng đã có sự thay đổi. Trong tích tắc, ba chữ lạc vô cực đã nhanh chóng được lan truyền trên toàn quốc. Tại Tây Tạng, khi Lâm Hóa Long nhận được tin tức, ông ta lại không hề ngạc nhiên tướng quân lạc vô cực này thực sự mạnh đến vậy sao có người không nhìn thấy trận chiến kia nên không thể tin được tôi chỉ có thể nói với cậu là cái danh cao thủ đứng đầu thiên bảng không đủ để mô tả sức mạnh của cậu ta lâm hóa long lắc đầu ha ha cao thủ đứng đầu thiên bảng ư làm thế nào mà lạc tú có thể chỉ được miêu tả là cao thủ đứng đầu thiên bảng chứ nếu không có người tu pháp xuất thế thì ở hoa hạ cũng không có ai là đối thủ của cậu ta cho dù có người tu pháp xuất thế thì cũng chưa chắc là đối thủ của cậu ta ở cảnh giới thông thần cậu ta đã là bất khả chiến bại vậy thì sao có thể miêu tả sức mạnh của cậu ta với cái danh cao thủ đứng đầu thiên bảng được chứ lâm hoa long thở dài một tiếng nhà họ thẩm à thẩm thiên quân à các người đã phạm sai lầm rồi về phần ở thông châu sau khi diệp kính bình nhận được tin tức ông ta cũng tỏ ra khá bình tĩnh, như thể ông ta đã sớm coi đó như là một điều tất nhiên. Song Nhi, ông biết, cho con bái cậu ta làm thầy, trong lòng con ít nhiều vẫn sẽ có cảm giác không phục, nhưng bây giờ, con còn có cảm giác đó không? Dê hô kính mình hỏi Diệp song song. Ông nội, đây là quyết định đúng đắn nhất mà cháu từng làm trong đời. Tại trường trung học Uất Kim Hương, kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần, các học sinh cấp 3 đang ôn tập cũng lập tức nhốn nháo. Chết tiệt, tôi vừa nghe cha tôi nói thầy Lạc đã trở thành cao thủ đứng đầu thiên bảng ở hoa hạ đấy. Lưu Trí Cường đột nhiên chạy vào và hét lên. Má nó, còn đọc sách gì nữa chứ? Đi gặp thầy Lạc, bảo thầy ấy dạy công phu cho chúng ta thôi. Hàn Phong hào hứng nói. Cút đi, nếu chúng ta không cố gắng, sau này sẽ ngại mồm khi nói mình là học trò của thầy Lạc đấy. Các người nói xem, về sau ướt kim hương có thể trở thành thánh địa du lịch không, và lớp chúng ta có thể trở thành lớp học mạnh nhất trong lịch sử không? dù sao thì người đứng đầu thiên bảng của hoa hạ đã dạy chúng ta mà bên hải đông thì cũng tạp nhưng một số gia tộc lớn vẫn biết chuyện này và hạ nguyên vũ cũng đã nghe được tin tức khi hạ nguyên vũ báo tin này có thể nói hạ hân hân đã hối hận đến tột cùng ngay lập tức người đứng đầu thiên bảng của hoa hạ đó cho dù cô ta không biết thiên bảng tượng trưng cho cái gì nhưng làm sao cô ta có thể không biết người đứng đầu có ý nghĩa như thế nào cô ta không ngờ rằng người có vẻ ngoài kém hấp dẫn ở sân bay kia lại đạt đến mức độ như vậy trong khoảng thời gian ngắn mà mức độ này là điều mà những người như họ chỉ có thể ngước nhìn thôi chuẩn bị chuẩn bị đi xin lỗi lần này chị gái con cũng đi hạ nguyên vũ vẫn cố chấp hạ hân hân thì gật đầu lia lịa về phần yên kinh nhà họ thẩm đã rất kinh ngạc sau khi tin tức này được tung ra sau đó nhà họ thẩm lại mở một cuộc họp. Đặc biệt là thẩm thiên quân, ông ta vẫn luôn có một ước mơ của riêng mình. Nếu không thì lúc xưa cũng đã không mang lễ vật đến cầu xin lê cửu, cũng không kiên trì luyện võ nhiều năm như vậy, coi như nội kình cũng có chút thành tựu. Còn về mối quan hệ giữa lạc tú và lạc vô cực, không ai trong nhà họ thẩm nghi ngờ điều này cả, giống như trong một gia đình bình thường, cháu trai của bạn có mối quan hệ với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc vậy. vi phụ vẫn không cam lòng, năm đó bị Lê Cửu chán ghét vì đã lớn tuổi, tôi mang lễ vật tới tận cửa nhưng ngay cả mặt mũi của người ta cũng không thấy, chỉ có một chữ cút. Thẩm Thiên Quân vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Lúc này, nếu Thiên Bảng đã đổi người, với thân phận hiện tại của tôi, nếu tôi đi cúi đầu thỉnh cầu vì cao thủ đứng đầu kia, tôi nghĩ có thể thành công đấy. Người còn sống thì cũng sẽ tranh giành từng hơi thở. Nếu vị đệ nhất Thiên Bảng kia nhận tôi làm đồ đệ, cho dù chỉ là đệ tử trên danh nghĩa, tôi cũng coi như có thể báo thù cho sự sỉ nhục mà lê cửu đã đối xử với tôi khi đó thẩm thiên quân chậm rãi nói lúc trước số tuổi của ông ta cũng không tính là lớn đi cầu xin lê cửu thì thật ra cũng được bây giờ với thân phận và số tuổi của ông ta nếu như đi cầu xin một người đàn ông trẻ ở độ tuổi đôi mươi thật sự là có cảm giác hoang đường nhưng điều này tương đương với việc cho vị đệ nhất thiên bảng kia một chút thể diện xét cho cùng Dựa vào địa vị và uy tín của mình ở Yên Kinh, Thẩm Thiên Quân cảm thấy vị đệ nhất thiên bảng kia sẽ nể mặt mà không từ chối ông ta. Thậm chí là rất vui vẻ, bởi vì điều này tương đương với việc hy sinh bản thân để giúp đỡ cho uy tín và địa vị của vị đệ nhất thiên bảng kia. "Cha, nếu cha thực sự làm được điều này, đó sẽ là một sự hy sinh rất lớn." Thẩm Ngọc Thành nói. "Tại sao chúng ta không để Hậu Bối đi chứ?" Có người mở miệng nói. "Hừ, các người thì biết cái gì?" thẩm thiên quân xua tay, không thèm để ý. chương 337, trò đùa cái tên lạc vô cực lập tức lan tràn ra. Và một tin tức gây sốc hơn từ Yên Kinh cũng theo sát sau đó. Ông cụ nhà họ thẩm đã quyết định bái sư lạc vô cực. Tin tức này do nhà họ thẩm cố tình tung ra. Điều này rõ ràng là để lấy lòng vị tân đệ nhất thiên bảng này, và có thể nói là quá liều lĩnh, không mang hậu quả, mộ nhớ bị từ chối thì không chỉ bản thân thẩm thiên quân mà cả nhà họ thẩm sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng bên cạnh đó cũng cho thấy nhà họ thẩm coi trọng mối quan hệ của họ với vị lạc vô cực này như thế nào. Theo lời của thẩm thiên quân, làm việc phải nên quyết đoán, không được rụt rè. Sau khi mình tung tin tức như thế thì vị cao thủ lạc vô cực biết tin sẽ vô cùng vui vẻ, thậm chí có thể chủ động liên lạc với ông ta. Lạc Tú không biết nhiều về tin tức này, vào lúc này, một số bàn tiệc đã được bày ra trong một biệt thự sang trọng ở Yên Kinh. Nếu ai nhìn thấy sẽ kinh hãi khi phát hiện trong căn phòng này toàn là tông sư. Hầu như tất cả những tông sư không thể tìm thấy vào ngày thường đều tập trung ở đây. Nào, chúng ta hãy nâng ly chúc mừng tiền bối lạc trở thành người đứng đầu thiên bảng. Bộ dâu sám cho của lão Kim run rẩy, ông ta vừa cười vừa nói. Vãn bối xin kính trước một ly, lão Kim đã hơn 100 tuổi, nhưng cứ mở miệng và tiền bối, khép miệng và vãn bối, không hề có chút ngại ngùng. Tuy nhiên, không ai trong số những người có mặt đều thấy kỳ lạ cả. Theo quy luật của Giang Hồ, Lạc Tú được gọi là tiền bối cũng là một lẽ tất nhiên. Sức mạnh mà Lạc Tú thể hiện vừa rồi đã chứng minh tất cả. Lạc Tú lấy trà thay rượu, coi như là đã tiếp nhận. Cậu Lạc, tôi tự phạt ba ly nhận lỗi với cậu, tôi xin rút lại những gì đã nói ngày hôm đó, thật sự xin lỗi. Lê Cửu không còn kiêu ngạo như ngày hôm qua nữa, lúc này thậm chí còn có chút khiêm tốn. Những gì hôm đó Lạc Tú nói là đúng, người ta đã rất khiêm tốn, không hề kiêu ngạo, là bản thân ông ta không đủ trình độ, không hiểu được người có trình độ như Lạc Tú. Và từ hôm nay, sau này Lạc Vô Cực sẽ đại diện cho thân phận và địa vị nào, làm sao mà mọi người không biết được chứ? Lần này Lê Cửu chủ động kéo Lê Mỹ Tư ngồi bên cạnh Lạc Tú, Trước đó ông ta còn cảm thấy Lạc Tú không xứng với Lê Mỹ Tư, nhưng bây giờ, ông ta không còn tự tin đó nữa, còn hơi lo lắng con gái mình không xứng với Lạc Tú. Bởi vì sau ngày hôm nay, Lạc Tú đã đứng ở trên đỉnh của Hoa Hạ rồi, nhất mạc võ đạo quốc nội, không ai dám khinh thường Lạc Tú nữa. Chỉ riêng với thân phận địa vị này thôi cũng đủ làm lu mờ Lê Mỹ Tư. Trong bữa tiệc, Lạc Tú đã hỏi về chuyện ghi lất. Ôi, thật ra đã có một sự thay đổi ở phương Tây. Người ta đồn rằng ở châu Âu, một bá tước đã ngủ yên cả nghìn năm đã xuất thế, và ghi lớt chính là sứ giả của ông ta. Bá tước thậm chí có thể được truy từ thời của một vị pharaoh nào đó ở Ai Cập, nhưng chúng tôi không biết chi tiết cụ thể. Lê Cửu thở dài một tiếng. Nếu là người thường, nhất định sẽ không tin có bất kỳ loại huyết tộc nào, nhưng nếu chúng ta đã là nhất mạch võ đạo, ít nhiều cũng đã tiếp xúc với mấy thứ này, cho nên chúng ta đương nhiên biết rất rõ đó không còn là truyền thuyết nữa manh mối này làm cho lạc tú hơi kinh ngạc rốt cuộc thì những người đạo nho chính thống trên địa cầu đã bắt đầu hành động rồi đây chắc chắn là trò chơi lớn tiếp theo bí cảnh đáng sợ và quỷ hút máu ngàn năm tuổi rõ ràng phải là bút tích của đạo nho chính thống này hơn nữa còn rỗi tay với tận phương tây cũng không biết giáo hoàng xử lý vấn đề này như thế nào càng không biết những người trên đỉnh olympus ở hy lạp cảm thấy thế nào về vấn đề này hơn nữa lạc tú cũng nhớ rằng kim cang thượng sư trước khi chết đã dùng đạo nho chính thống bên côn lôn để đe dọa mình cũng không biết bên côn lôn khi nào mới xuất thế đương nhiên lạc tú không nói gì với những người trước mặt về chuyện này dù sao thì những người này hoàn toàn không đủ tư cách để thảo luận những vấn đề ấy tô bửu điền cũng đã gọi điện để bày tỏ lời chúc mừng giang khả khả cũng đã gọi điện còn làm nũng nói vài ngày nữa muốn đến yên kinh để gặp lạc tú sau đó, trước khi Lạc Tú dùng bữa xong, Thẩm Nguyệt Lan đã gọi điện và bảo Lạc Tú về sớm. Khi Lạc Tú về nhà và mở cửa ra, trong căn phòng đã đầy người. Nghe nói sẽ có một buổi biểu diễn của Thiên Hậu ở Yên Kinh, bọn mẹ định sẽ giành lấy một vài vé. Thẩm Nguyệt Lan nói với Lạc Tú: "Ôi mẹ của con, mẹ cũng là fan ruột sao?" Lạc Tú có chút kinh ngạc, ít nhất trong ấn tượng của anh, Thẩm Nguyệt Lan cũng là nữ hoàng kinh doanh, làm sao có thời gian làm fan ruột chứ? Sao thế, mẹ không có quyền thích thứ gì à? Thẩm Nguyệt Lan nhướng mày. Có, có, Lạc Tú toát mồ hôi, vội vã xua tay. Trong phút chốc, Lạc Tú cảm thấy mình và mẹ như đến từ hai thế giới khác nhau. Anh ở bên kia đánh đánh giết giết, còn mẹ anh ở bên này thì lại làm phen ruột theo đuổi thần tượng. Đi thôi, Thẩm Nguyệt Lan nói, đám người Lý Anh Anh đương nhiên cũng tới. Hơn nữa vừa mới xuống lầu, Thẩm Tuấn Trạch cũng đến, lý anh anh hơi nhíu mày nhìn lý giai di rõ ràng là lý giai di gọi tới lý giai di cũng đã nhìn ra mọi người có vẻ không thích thẩm tuấn trạch lắm vì thế liền mở miệng giải thích anh tuấn trạch và người chịu trách nhiệm tổ chức buổi biểu diễn có chút quan hệ đến lúc đó sẽ thuận lợi cho chúng ta giành vé dù sao đây cũng là buổi biểu diễn nổi tiếng quả thật là hơi khó giành vé vé online đã bán hết sạch bây giờ muốn có vé thì phải tìm ngay tại chỗ ước tính giá sẽ không quá rẻ có tiền cũng chưa chắc mua được thấy vẫn còn sớm thẩm nguyệt lan đề nghị mọi người đi ăn trước một nhóm người đã đến một nhà hàng pháp chính thống đây không phải là nhà hàng pháp như ở tương tây nhà hàng này do một người pháp thực thụ điều hành từ đầu bếp đến bồi bàn đều là người pháp vừa ngồi xuống lạc tú đã nói đùa với thẩm nguyệt lan mẹ mẹ có muốn cho nhà bếp nấu một nồi bánh bao hấp không Trò đùa này Lạc Tú đã đùa với Thẩm Nguyệt Lan khi đi ăn ở Tương Tây, lúc đó Lạc Tú cũng hét lên là anh muốn có bánh bao hấp với ốc kiểu Pháp. Lạc Tú dự định ban đầu là muốn xem Thẩm Nguyệt Lan có thể có một chút ấn tượng hay không. Trên thực tế, hiệu quả không tồi, Thẩm Nguyệt Lan hơi hốt hoảng nói: "Tiểu Tú, hình như mẹ nghe câu nói này ở đâu rồi ấy nhỉ?" Chương 338: Gọi món. Tôi e rằng có một số món ăn, có muốn ăn cũng không thể ăn. Lạc Tú lắc đầu, thấy bầu không khí có phần sai lệch, những người khác cũng không nói gì nữa. Lý Giai Di ngày càng thất vọng về Lạc Tú. Cô ta mở miệng định nói gì đó, nhưng đã bị Lý Anh Anh kéo lại. Nhưng Thẩm Tuấn Trạch lại nói, Giai Di à, sau này muốn tìm bạn trai thì phải tìm người có trình độ sống. Không thể chênh lệch quá lớn được, nếu không, em sẽ có cảm giác như hai người đang sống ở hai thế giới, ngay cả một chủ đề chung để nói chuyện cũng không có lời nói của thẩm tuấn trạch tất nhiên là có chủ ý lý giai di thở dài một tiếng quả thật những gì thẩm tuấn trạch nói không sai lý anh anh cứ luôn tác hợp cô ta và lạc tú nhưng hiện tại cô ta lại càng cảm thấy thẩm tuấn trạch phù hợp với mình hơn ví dụ bây giờ đang dùng bữa lạc tú lại la hét cái gì mà ăn bánh bao hấp thật buồn cười phải không họ hoàn toàn không ở cùng một trình độ mà thế giới của lạc tú e rằng chỉ dừng lại ở mức sống của người bình thường nó thực sự không giống với thế giới đầy áo gấm lụa là từ nhỏ như họ. Làm thế nào có thể dành cả cuộc đời cho những người như vậy chứ? Hôm nay nói chuyện đi, mẹ tôi cũng không có tiền, mọi người tự mình trả tiền ăn nhé." Lạc Tú đột nhiên nói. "Mẹ anh là lớn nhất ở đây, ăn xong thì mẹ anh nhất định phải trả tiền, nhưng Thẩm Nguyệt Lan không có tiền nên sẽ quy về cho anh." Nhưng Lạc Tú không muốn chi tiền để mời Thẩm Tuấn Trạch đi ăn, dù chỉ một suất bánh bao hấp khi Lạc Tú vừa nói điều này, mọi người đều không có ý kiến gì. Chỉ là Lý Giai Di lại lắc đầu, không ngờ Lạc Tú lại keo kiệt như vậy, nhưng Lạc Tú thật sự không nỡ mời bọn họ ăn cơm ở đây, dù sao số tiền này cũng không phải tầm thường. Người phục vụ nhanh chóng đưa thực đơn đến. Mọi người đều hơi sững sờ khi nhìn thấy nó, ngay cả Lý Giai Di và Thẩm Tuấn Trạch cũng chết lặng. Vì menu toàn tiếng Pháp, theo Lý thì không đến nỗi bọn họ không biết, nhưng Lý Gia Di chưa bao giờ học tiếng pháp, số lần đi ăn nhà hàng Pháp cũng rất ít, cho dù có đi thì cũng là đi mấy nhà hàng Pháp ít nổi tiếng, đều có thực đơn tiếng Trung. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một thực đơn toàn bằng tiếng Pháp, thậm chí còn không có hình. Thẩm Tuấn Trạch mặc dù là con cháu nhà họ Thẩm, nhưng hoàn cảnh của anh ta cũng giống như Lý Gia Di, nói tiếng Anh thì cũng tạm, còn tiếng Pháp thì ai đi học thứ tiếng này làm gì? Ngược lại, lạc tú thản nhiên chỉ ra một ít món ăn đều là món thẩm Nguyệt Lan thích ăn. Tiểu tú, gì không biết gì cả, cháu giúp gì được không? Lý anh anh thấy lạc tú gọi món, lập tức quay sang nhìn lạc tú. Dì à, dì muốn ăn gì, cháu sẽ giới thiệu cho dì. Lạc tú gật đầu. Hừm, thẩm Tuấn trạch đột nhiên cười khẩy. Dì à, đừng trông cậy vào cậu ta, cháu đoán cậu ta xem cũng không hiểu gì đâu. Dì xem mấy món cậu ta gọi kia, đều là những món rẻ, thậm chí còn không đụng đến những món đắt tiền khi thẩm tuấn trạch nói điều này mọi người nhìn lại thì thấy đúng là giá các món ăn trong thực đơn này hơi đắt một món ăn có giá hàng trăm bảng anh và món đắt nhất là hơn năm nghìn bảng anh món ăn mà lạc tú vừa gọi quả thực chỉ có một hoặc hai trăm bảng anh lạc tú không giải thích chỉ đặt một vài món ăn cho thẩm nguyệt lan và lý anh anh sai gì mọi người đều không hiểu hay là con để tiểu tú đặt cho mẹ quên đi con sẽ để anh tuấn trạch giúp con Lý Giai Di từ chối đề nghị của Lý Anh Anh. Cô không muốn phải xấu hổ khi dùng bữa. Chắc là anh Tuấn Trạch sẽ biết, dù sao thì mức sống của anh ấy rất cao. Lý Giai Di khen ngợi. Tất nhiên, dì anh anh, nói thế nào thì cháu cũng là chủ tịch của một công ty niêm yết mà. Mức sống của cháu ngày thường rất cao, gọi một chút đồ ăn thì sao có thể làm khó được cháu chứ? Cháu cũng không giống ai đó, không biết gì cả nên chỉ dám đặt món rẻ nhất. Thẩm Tuấn Trạch nói một cách tự hào lạc tú vẫn không nói gì nhưng khi nhìn vào mắt thẩm nguyệt lan thẩm nguyệt lan luôn cảm thấy đứa trẻ này hình như có ý đồ xấu đúng rồi làm sao cậu thẩm đây có thể ăn cơm cùng với mấy loại thường dân như chúng ta chứ lạc tú rốt cuộc cũng nói ra câu này phục vụ tôi muốn gọi ba món ăn đắt tiền nhất này người phụ nữ bên cạnh tôi cũng vậy thẩm tuấn chạch vẫy tay với người phục vụ ngạo nghễ nói cậu thẩm à nếu không hiểu tốt hơn là nên hỏi người phục vụ đi Lạc Tú dựa vào ghế nói. Tôi không thể hiểu được ư, Thẩm Tuấn Trạch nở nụ cười khinh thường. Là cậu đó, đừng có giả vờ nữa, tốt xấu gì tôi cũng là con trai trưởng của nhà họ Thẩm đấy. Người phục vụ vốn dĩ đang bận ở bên kia, nhưng khi thấy Thẩm Tuấn Trạch ra hiệu cho mình, anh ta liền đi tới. Thưa anh, anh muốn gì? Tiếng chung của người phục vụ hiển nhiên không tốt lắm. Ba món này, Thẩm Tuấn Trạch chỉ vào ba món đắt nhất và cao nhất trong thực đơn, Ba món đó rõ ràng là rất đặc biệt, chúng được ngăn cách bằng một hình hoa hồng và được ngăn cách với các món bên dưới. Anh ta cũng không biết tiếng Pháp, nhưng điều đó không quan trọng, anh ta có tiền và có thể mua những thứ đắt tiền nhất. Ba món đó có giá lần lượt là 5.000, 000 và 1.000 bảng Anh. Ba món này cộng lại cũng gần 10 vạn. Người phục vụ nhìn thẩm tuấn trạch với ánh mắt kinh ngạc. Thưa anh, anh có chắc không? Có muốn tôi giới thiệu giúp anh không? Không cần, tôi có thể hiểu được. Chẳng lẽ cậu sợ tôi không có tiền sao? Thẩm Tuấn Trạch bất mãn nói. Cô gái bên cạnh tôi cũng vậy. Thẩm Tuấn Trạch chỉ vào Lý gia Di. Được rồi, thưa anh, anh có khẩu vị thật tuyệt vời. Người phục vụ cầm thực đơn và rời đi. Anh Tuấn Trạch, món đó có đắt quá không? Lý gia Di đột nhiên nói. Ba món ăn cũng gần 100 000 thật sự là quá cao. Thẩm Tuấn Trạch nói, đôi khi, đồ ăn đắt tiền cũng sẽ có cái lý của nó, tuy đắt tiền không nhất định tốt nhất, nhưng ghế tốt thì nhất định sẽ rất đắt. Hơn nữa em yên tâm đi, anh Tuấn Trạch của em có cả đống tiền, cho nên một ít tiền này cũng không quan trọng lắm đâu, ăn uống thì phải vui vẻ chứ. Thẩm Tuấn Trạch khoanh tay với vẻ mặt kiêu ngạo. Làm sao có thể thấy rẻ là gọi, không để ý tới gì khác chứ. Nếu không ăn được thì xong đời. Thẩm Tuấn Trạch ẩn ý nói, hiển nhiên vẫn là đang chế nhạo lạc tú. Cậu chủ thẩm thật là quyết đoán, có tính thưởng thức lạc tú mỉm cười nhưng thẩm nguyệt lan luôn cảm thấy có gì đó không đúng bởi vì bà phát hiện tên nhóc lạc tú này hình như đang nhịn không được cười ra tiếng ngay sau đó một chiếc xe đẩy đồ ăn được đẩy đến và mở nắp gan ngỗng nấu rượu vang đỏ ốc kiểu pháp và tôm hùm ba tư v v đều là những món yêu thích của thẩm nguyệt lan lạc tú vẫn nhớ những món ăn mà thẩm nguyệt lan gọi khi dùng bữa với thẩm nguyệt lan ngày đó thẩm nguyệt lan kinh ngạc nhìn lạc tú làm sao con trai bà lại biết mình thích những món ăn này. chương 339, trò cười, bưng lên rồi. Thẩm Tuấn trẻ cao mày. Không có, bưng đến lúc nào hả? Thẩm Tuấn Trạch đột nhiên đập bàn đứng lên. Thưa ngài, đồ ăn đều đã bưng lên rồi ạ. À. Người phục vụ sửng sốt khi bị Thẩm Tuấn Trạch quát. Cậu chủ thẩm, thứ mà anh gọi thật sự đã bưng lên rồi. Lạc Tú không thể chịu đựng được nữa, hôm nay thật sự rất buồn cười. Vớ vẩn, chẳng lẽ cậu cho rằng chúng tôi là không khích hay sao? vẻ mặt của thẩm tuấn trạch đầy tức giận. anh ta vốn muốn giả ngầu để chấn áp lạc tú, nhưng không ngờ đợi cả buổi mà không thấy đồ ăn dọn lên. đi gọi quản lý của cậu đến đây. thẩm tuấn trạch hừ lạnh. thưa anh, tôi nói gọi quản lý của cậu đến đây. nghe không hiểu hả? thẩm tuấn trạch hung hăng quát mắng. ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người đang dùng bữa. ngay sau đó người quản lý đã đến. thưa anh thật sự xin lỗi anh tôi hỏi anh tôi gọi ba món chính là những món đắt nhất ở đây các người phục vụ lâu còn chưa tính tôi hỏi tên phục vụ thế mà cậu ta lại dám cãi là đồ ăn đã dọn lên rồi tôi hỏi anh nói tôi nghe xem đồ ăn dọn lên ở đâu ha thẩm tuấn chạch chỉ vào chiếc bàn trống trước mặt thưa anh xin hãy chú ý đến tố chất của mình đây là nơi công cộng sẽ ảnh hưởng đến bữa ăn của người khác quản lý lễ phép và lịch sự nói đó không phải là vấn đề tố chất, đồ ăn của anh Tuấn trạch gọi, các người không dọn lên mà còn ngụy biện sao?" Lý giải gì cũng bất mãn nói. "Thưa anh chị, tôi cảm thấy với thân phận của anh chị, có lẽ không quá thích hợp để dùng bữa ở chỗ chúng tôi đâu ạ." À. Quản lý không biết tại sao, càng nói càng tức giận. "Có ý gì hả? Anh cảm thấy chúng tôi không có tiền hay sao? Anh nên biết, tôi đã gọi ba món đắt nhất ở đây đấy." "Thưa anh Điều chúng tôi tập trung ở đây là thưởng thức chứ không phải tiền bạc, nhưng tôi cảm thấy các người có thể hơi lộn xộn rồi. Người quản lý có vẻ không vui. Dáng vẻ rất giống như đang nhìn một tên nhà quê vậy. Tiền bạc không thể đo lường được sự thưởng thức và tu dưỡng của một người. Nếu anh có tiền, tôi nghĩ anh nên nâng cao phẩm chất và sự tu dưỡng của chính mình trước đi. Hừm, được rồi, mọi người trong phòng đều đã thấy, tôi gọi ba món, các người không dọn lên còn chưa tính. Bây giờ lại còn làm nhục tôi ư. Thẩm Tuấn chạy cười khẩy một tiếng. Anh phải nên biết đây là đâu. Nếu hôm nay không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, tôi xem các người có thể tiếp tục kinh doanh ở đây hay không. Thẩm Tuấn chạy trực tiếp đe dọa. Đi lấy thực đơn qua đây. Người quản lý nói với người phục vụ. Ngay sau đó, thực đơn đã được mang đến một lần nữa. Thưa anh, nếu anh không hiểu tiếng Pháp, anh có thể hỏi người phục vụ của chúng tôi tuy rằng chúng tôi không chủ động giới thiệu với anh, đó là lỗi của chúng tôi, nhưng nếu anh trực tiếp hỏi. Cái giám, ý anh là tôi không có văn hóa ư. Thẩm Tuấn Trạch trực tiếp chửi mắng. Ồ, thưa anh, anh gọi ba món này đúng không? Người quản lý không buồn giải thích, chỉ vào thực đơn mà nói. Đúng vậy, bây giờ anh nói đồ ăn của tôi đã dọn lên, vậy nó ở đâu hả? Thẩm Tuấn Trạch chế nhạo và hạ quyết tâm chỉnh đốn nhà hàng này nghệ sĩ Dương Cầm xuống đây, người quản lý đột nhiên nói với nghệ sĩ Dương Cầm ở trên lầu. Điều này khiến Lý Giai Di sững sờ trong giây lát, Thẩm Tuấn Trạch cũng hơi choáng váng. Nhưng trước khi họ kịp nói gì, người quản lý lại chậm rãi nói. Thưa anh, anh xem, món mà anh đã gọi là. Thì thầm mùa thu, đám cưới trong mơ, và cả. Lúc này, Lạc Tú đột nhiên tiếp nhận câu chuyện và nói. Lê Ê Toài có nghĩa là bầu trời đầy sao, bài hát của Richard Clayderman, xa xôi thăm thẳm mà không bi thương, tôi rất thích. Người quản lý nhìn Lạc Tú và nói lời cảm ơn. Nghệ sĩ Dương Cầm của chúng tôi mới chơi ba bản nhạc này cho anh lần đầu tiên, và theo yêu cầu của anh là phải chơi hai lần. Người quản lý nhìn Thẩm Tuấn Trạch như nhìn một tên ngốc. Phụt, ha ha ha. Điều này đã bị những người khách ở bàn bên cạnh cười nhạo. Cậu chủ thẩm rất biết thưởng thức đấy. Lạc Tú mỉm cười đừng nói đến thẩm tuấn trạch ngay cả khuôn mặt của lý giai di cũng cảm thấy nóng bừng thật quá xấu hổ thực sự rất xấu hổ gọi ba bản piano lại cho rằng là ba món ăn lại còn quát tháo người phục vụ tại sao không dọn đồ ăn lên đúng là một điều xấu hổ thực sự đặc biệt là trong tình huống này lúc nãy họ vẫn còn cười nhạo lạc tú như một tên quê mùa nhưng hành vi của họ bây giờ giống một tên quê mùa cặn bã hơn rõ ràng là mình gọi nhầm món còn đổ lỗi cho người phục vụ, quan trọng nhất là vừa rồi còn cười nhạo lạc tú vì không hiểu thực đơn và chưa bao giờ nhìn ra thế giới bên ngoài. Khuôn mặt thẩm tuấn trạch ngay lập tức đỏ bừng. Thưa anh, tôi đề nghị anh nên đọc thêm sách ở nhà, sau đó hãy ra ngoài ăn, nếu không biết gọi đồ ăn, dịch vụ chúng tôi rất vui lòng phục vụ anh, nhưng xin anh đừng giả vờ hiểu và coi nhẹ người phục vụ của chúng tôi. Quản lý vốn đã không vui vẻ gì, lại tiếp tục nhìn thẩm tuấn trạch như nhìn một tên quê mùa. À mà, Tôi muốn hỏi một chút, ở đây có thịt chó không?" Lạc Tú đột nhiên hỏi. "Thưa ông, chúng tôi có xúc xích Dachshund. Cho quý ông này một phần." Lạc Tú vội cúi người cười thầm. Cậu chủ thẩm này vừa mới làm mới thế giới quan của tôi lần nữa, để tôi hiểu được hóa ra gọi món còn có thể đùa như vậy. Vừa rồi Thẩm Tuấn trạch dùng thịt chó không lên được mặt bàn để chế nhạo Lạc Tú, bây giờ Lạc Tú lấy nó ra để chế nhạo lại Thẩm Tuấn trạch thẩm tuấn trạch bây giờ nào còn tâm trí đâu mà quan tâm chuyện này chứ giữa ban ngày ban mặt một trò cười như vậy thực sự đã diễn ra quả thật xấu hổ đến mức muốn chui vào trong đáy quần không ăn nữa thẩm tuấn trạch xoay người rời đi thưa anh phiền anh đợi một lát người quản lý đột nhiên nói sao vậy thẩm tuấn trạch hét lên anh ta không muốn ở lại đây một giây nào nữa anh vẫn chưa tính tiền người quản lý nhắc nhở Thẩm Tuấn Trạch tức giận đi đến quầy thanh toán, vốn dĩ anh ta muốn giả vờ ngầu để dẫm lên lạc tú, đâu ngờ sẽ dẫn đến tình cảnh mất mặt thế này chứ. Thật là xấu hổ, những người ở các bàn khác phía sau anh ta thì thầm chỉ trỏ. Đúng vậy, cũng không biết con dế nhũi này từ đâu đến. Nếu không hiểu tiếng Pháp thì đừng đến nhà hàng Pháp ăn. Còn làm ra mấy chuyện nực cười như vậy. Giai Di, con có đói không? Con có muốn ăn không? Mẹ, Lý Giai Di tức giận dậm chân, rồi cùng thẩm tuấn chạy chạy ra ngoài. ôi, đứa trẻ này, lý anh anh thở dài một tiếng. chị nguyệt lan, thật ra tôi muốn tác hợp cho hai đứa con của chúng ta. chị xem, hai đứa cũng đã đến tuổi yêu đương kết hôn rồi. lý anh anh thực sự là một con người thực tế. bà ấy giống như một người bình thường, suy nghĩ về các vấn đề và làm mọi thứ đều rất thực tế. bà ấy không thích thẩm tuấn trạch, thậm chí cũng không thích nhiều con trai giàu có ở yên kinh chương 340, tôi cũng không đi vào. Nếu Thẩm Thiên Quân thực sự muốn bái anh làm thầy, đến lúc đó Lạc Tú muốn nhìn xem biểu cảm tuyệt vời trên khuôn mặt của Thẩm Thiên Quân. Thẩm Nguyệt Lan rất thức thời và không đề cập đến điều này trước mặt con trai bà. Dù sao thì, đây cũng không phải là một điều vinh quang gì cả. Cả nhóm chậm rãi đi bộ đến sân vận động để mua vé xem buổi biểu diễn. Lúc này đã bán hết vé rồi. Chỉ có thể mua vé trung gian ở cổng vào. Giá vé đương nhiên rất cao, thậm chí còn phải giành giật. Có thể nói, thật khó để có được tấm vé tham dự buổi biểu diễn của Chu Thiên Hậu, dù sao cô ấy cũng là nữ hoàng kép ca hát và đóng phim, cô ấy có địa vị rất cao trong toàn bộ giới âm nhạc. Ngay cả những tấm vé trung gian cũng phải được bán dưới hình thức đấu giá. May mắn thay, Lạc Tú đã mang theo rất nhiều tiền, anh cũng cố tình mang theo rất nhiều tiền mặt. Cuối cùng đã giành được 3 vé trực tiếp thẩm nguyệt lan và những người khác cầm vé đi về phía cửa ở phía bên kia thẩm tuấn trạch nhìn nhóm người lạc tú cười khẩy anh tuấn trạch điều này không tốt lắm đâu lý giai di không thích những gì thẩm tuấn trạch đang làm bây giờ không sao đâu dù thế nào anh cũng phải cho tên nhóc đó biết tay thẩm tuấn trạch chế nhạo quả nhiên ngay sau đó lạc tú và thẩm nguyệt lan đã bị chặn lại đội trưởng bảo vệ ở đây quen biết với Thẩm Tuấn Trạch nên Thẩm Tuấn Trạch đã đánh tiếng với tên đội trưởng trước. Các người không vào được, bảo vệ đột nhiên trở mặt, trực tiếp ngăn cản Lạc Tú và Thẩm Nguyệt Lan. Chúng tôi có vé, Thẩm Nguyệt Lan nghĩ người ta muốn kiểm tra vé, liền đưa vé ra. Nhưng nhân viên bảo vệ lại cười khẩy một tiếng, tiếp tục nói chuyện mà không thèm nhìn vào vé. Ngộ nhớ các người lấy trộm vé này thì sao? Nhân viên bảo vệ rõ ràng đang gây rắc rối. Ôi, ở chỗ này ấy không phải có tiền là có thể định đoạt còn phải xem mặt nữa thẩm tuấn trạch đột nhiên từ bên cạnh bước ra diếu cợt tuấn trạch cậu làm cái quỷ vì cậy lý anh anh hỏi gì anh anh chuyện này không liên quan đến gì cháu chủ yếu nhắm vào cậu ta thôi thẩm tuấn trạch mỉm cười sau đó chỉ vào lạc tú làm sao vậy không có cách nào sao thẩm tuấn trạch lại chế nhạo anh ta là cậu chủ nhà họ thẩm chẳng lẽ lại không làm được gì với tên nhà quê đến từ huyện lỵ này sao nghĩ đến cảnh tượng trong nhà hàng pháp vừa rồi lửa giận của thẩm tuấn trạch đã cuồn cuộn ngất trời dám làm anh ta mất mặt sao tôi thấy không hẳn là vậy lạc tú lắc đầu ồ tôi chỉ tò mò ở yên kinh một người từ bên ngoài đến như cậu có thể chống lại tôi bằng cách nào thẩm tuấn trạch lộ ra vẻ kiêu ngạo không phải muốn vào xem biểu diễn à vậy thì vào cho tôi xem đi với mối liên hệ của Thẩm Tuấn Trạch tôi, nếu hôm nay tôi không cho vào thì cậu không vào được đâu." Thẩm Tuấn Trạch khinh thường nói. "Chắc chưa." Lạc Tú nhẹ giọng nói. "Ở Yên Kinh, không chỉ có anh là người có mối quan hệ." Lạc Tú lại nói. "Gọi người phụ trách hàng đầu của ban tổ chức đến đây." Câu này không phải do Lạc Tú nói, mà là Thẩm Tuấn Trạch. Ngay khi Thẩm Tuấn Trạch nói những lời này, đội trưởng đội bảo vệ lại nghe lời Thẩm Tuấn Trạch. "Được rồi." xếp thẩm. Đội trưởng nhanh chóng chạy đi. Thẩm Tuấn chạch lạnh lùng nhìn Lạc Tú, như thể để xem mày còn làm được gì. Lý Giai Di cũng nói, Lạc Tú, hay là anh xin lỗi anh Tuấn chạch đi, đều là người một nhà, anh Tuấn chạch sẽ đại nhân đại lượng mà. Và thành thật mà nói, ở Yên Kinh, anh không thể đấu lại anh Tuấn chạch đâu, chứ đừng nói đến nhà họ thẩm. Lý Giai Di lại nói, Thẩm Nguyệt Lan ở một bên thở dài một tiếng, hà quyết tâm vẫn nên sắp xếp cho lạc tú mấy buổi hẹn hò khác lý giai di này thẩm nguyệt lan thực sự từ bỏ vào thời điểm này rồi dù có lý hay không thì cô ta đều bênh vực thẩm tuấn trạch tuy rằng có vẻ như là vì muốn tốt cho lạc tú nhưng thực ra điều đó khiến mọi người rất khó chịu lạc tú cũng trực tiếp bỏ qua lời nói của lý giai di lạc tú chẳng lẽ anh lý giai di đáng lẽ tôi không nên nói gì vì có gì anh anh ở đây nhưng cô quản hơn rộng rồi đó muốn tôi xin lỗi anh ta ư cô cảm thấy có thể sao lạc tú nói thẳng nhưng tôi nói thật ở đây anh không đấu lại anh tuấn trạch đâu lý giai di nói đôi khi khí phách là một chuyện nhưng sức mạnh lại là chuyện khác lý giai di nhìn lạc tú và càng ngày càng thất vọng lạc tú cứ như thế này thì e là tương lai sẽ không tìm thấy vợ luôn mất tôi đã nói rồi đừng nói gì quá sớm lạc tú nói vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên béo ục ịch, bụng phệ chạy đến. Xếp thẩm, người đàn ông trung niên nhanh chóng bước tới và đưa tay ra bắt tay, thể hiện sự tôn trọng. Hai người này không được cho vào, có thể không? Thẩm Tuấn trạch ngạo nghễ nói. Có thể, đắc tội với xếp thẩm thì không ai có thể vào. Người phụ trách cao nhất của ban tổ chức nói. Được rồi, tôi hy vọng hôm nay các người không được nuốt lời. Lạc Tú cười khẩy, sau đó cầm điện thoại gọi. Buổi biểu diễn này không phải của ai khác mà chính là Chu Vận, người được Lạc Tú cứu ở cảng khu. Trước đó vì đề cảm ơn, Chu Vân đã nghe thấy cuộc gọi của Lan Bayer và gọi cho Lạc Tú từ lâu. Lạc Tú gọi điện thoại qua, ngay sau đó có một mỹ nhân vội vàng chạy tới. Tôi muốn đến buổi biểu diễn của cô, nhưng họ không cho tôi vào. Lạc Tú nói thẳng. Chu Vận mặc một chiếc áo khoác băng, không chỉ xinh đẹp mà còn rất có khí chất. Vào lúc này biểu hiện của Thẩm Tuấn Trạch, Lý Gia Di và những người khác đã thay đổi. Lạc Tú và Thiên Hậu biết nhau sao? Mà người đứng đầu ban tổ chức ở bên cạnh cũng sửng sốt. Tại sao Chu Vân lại ở đây? Các người không cho anh lạc vào sao? Sắc mặt Chu Vân hiển nhiên hơi khó coi, sau lưng cô ấy có rất nhiều nhân viên bảo vệ. Chị Vân, anh ta đã đắc tội xếp thẩm, xếp thẩm của nhà họ thần, chị xem. Mặc kệ xếp thẩm hay xếp trương, bây giờ các người tránh sang một bên, lập tức cho anh lạc vào. Chu Vận rất mạnh miệng mắng thẳng. Audio điện tử võ tấn bền. Hất chương 340.